Minh Vương và 7 chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 38. Lưu Lão Tận tuy bảo vệ Đan Dương Tháp cả đời, là người trên dưới Đan Dương Tông chúng tôi kính nể nhất. Bây giờ Lưu Lão đi rồi, chỉ để lại một đệ tử chân truyền là Lục Vân nên dù Lục Vân phạm sai lầm thì chúng tôi cũng không có quyền xử trí, chỉ có thể giao cho Tông Chủ. Mộc Bình bày tỏ tình cảm dạt dào. Vấn đề nan giải gì cứ giao cho Tông Chủ là được, tránh đau đầu. Kỳ thật bà ta cũng không nói sai. Lưu Lão đi rồi. Nhưng là rời khỏi Đan Dương Tháp, chạy ra bên ngoài Côn Luân Sơn để trải nghiệm cuộc sống mới. Giữ tháp cả đời, chờ mãi mới được người có đại cơ duyên, nhiệm vụ của Lão đã hoàn thành, chạy ra bên ngoài thả bay bản thân cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ là hai chữ, đi rồi này phải xem Mạc Thanh Uyển lý giải ra sao. Vu trưởng lão nhịn không được thầm vỗ tay tán dương, không thể không nói Mộc Bình là người có đầu óc linh hoạt nhất trong tất cả trưởng lão của Đan Dương Tông, lý do thoái thác này thực sự quá khéo. Gặp cái gì khó cứ giao cho Tông Chủ. Vu trưởng lão nói theo ý Mộc Bình, cụ thể là như thế đó, rất ít người trong Đan Dương Tông biết tin tức Lưu Lão đi, tôi cũng vừa biết thôi. Câu này giải thích vì sao xuất hiện mâu thuẫn trước sau trong lời nói của ông ta. Trong tình huống bình thường, nếu như Lưu Lão không đi rồi thì đệ tử của Lão phạm sai lầm, nên trừng phạt vẫn phải trừng phạt. Nhưng Lưu Lão đã đi, đương nhiên nên tôn trọng người mất một chút, nếu khi Lưu Lão thì cốt chưa lạnh, mà đã xuống tay với đệ tử chân truyền của Lão thì không khỏi quá vô tình. Vu trưởng Lão cảm thấy mình đã giải thích thông được rồi. Cả vị đại sư huynh tông môn Trương Vận đã đoán ra chân tướng cũng suýt tin tưởng lời nói dối của họ. Không ngờ trưởng lão của Đan Dương Tông đều là người biết diễn xuất, hay về sau mở một cái, lớp huấn luyện diễn xuất Đan Dương, trong tông môn luôn gì. Trương Vận cảm thấy ý tưởng này không tệ, có thể xin Tông Chủ. Nhưng Mạc Thanh Uyển lại là nửa tin nửa ngờ, nhíu mày nói, cho nên hai vị trưởng lão có ý là, chỉ có Tông Chủ Đan Dương Tông các người mới có quyền xử trí tên đầu trọc này. Vu trưởng lão lộ vẻ mặt khó xử, nói, nhìn từ tình huống trước mắt thì đúng là như vậy, nhưng cô Mạc, nghe tôi khuyên một lời, nếu Lục Vân không làm quá đáng thì các người cứ lui một bước đi. Hôm nay Mạc Thanh Uyển đi theo sư phụ cũng chính là mẹ của cô, tới chào. Hỏi Đan Dương Tông, chỉ vì gặp người thừa kế ý chí của Thanh Đế đột nhiên xuất. Hiện kia, đáng tiếc không nhìn thấy người thừa kế ý chí của Thanh Đế mà lại gặp một tên đầu chọc hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Đè mông cô mà đánh liên tục một trận. Từ nhỏ đến lớn Mạc Thanh Uyển chưa từng chịu sỉ nhục lớn như thế. Đây đâu phải đánh mông của cô, rõ ràng là đang đánh lòng tự ái của cô. Đáng giận nhất chính là trưởng lão của Đan Dương Tông còn bao che tên đầu chọc này, nói hành vi của đầu chọc không tính quá đáng. Nếu như cái này còn không quá đáng thì cái gì mới quá đáng? Lột váy rồi đánh? Hay là... Mạc Thanh Uyển tức điên? Cô vốn đang nghi ngờ thân phận của đầu chọc, kết quả lại vì câu không quá đáng của Vu trưởng lão mà đánh mất lý trí. Muốn tôi lui một bước, tuyệt đối không có khả năng. Mạc Thanh Uyển lạnh lẽo kiên quyết nói, hôm nay nhất định phải tìm Tông Chủ các người, cho tôi một lời giải thích, tôi không tin trong Đan Dương Tông không ai chế tài được tên đầu chọc này. Chát! Lục Vân nhớ lại chút xúc cảm, nói, mở miệng là mang đầu chọc, thật quá khó nghe, tôi có tên mà, tôi tên là Lục Vân. Nếu cô nhất định muốn gọi tôi là đầu chọc thì làm phiền cộng thêm hai chữ, đẹp tra, phía sau. Dù sao cũng đã đánh nhiều như vậy rồi, không kém thêm một lần. Lục Vân thầm nghĩ. Mạc Thanh Uyển lại suýt bùng nổ. Tên đầu chọc hèn hạ vô sỉ hạ lưu chết tiệt này quả thực là khinh người quá đáng, cứ dùng cách này để sỉ nhục cô, thật là đáng chết. Thậm chí Mạc Thanh Uyển còn bỏ qua một vấn đề, chính là ở Vân Sơn Thư Viện chưa bao giờ thiếu công pháp võ kỹ. Trong đó bao gồm rất nhiều thân pháp khinh công, Mạc Thanh Uyển từng học một thân pháp đẳng cấp không thấp. Trước kia mỗi lần phát giác nguy hiểm tới gần, cô luôn có thể lập tức thi triển ra thân pháp để tránh né công kích, nhưng Lục Vân này lại có thể liên tục thành công. Điều này rất quái dị. Giống như lần nào bàn tay của hắn cũng xuất hiện không có dấu hiệu báo trước, hơn nữa có thể nhắm chính xác vào vị trí kia, cứ như đạn đạo ngắm bắn. Mạc Thanh Uyển còn không có cơ hội thi triển thân pháp nữa. Lục Vân, không có gì, chăm hay không bằng tay quen. Luyện tập nhiều trên người chỉ cả Diệp Khuynh Thành cao ngạo thì tất nhiên là quen tay rồi. Giữa Mạc Thanh Uyển và tên đầu chọc xem như triệt để hình thành ân oán sống chết.
Cùng lúc đó, trong nơi tiếp đãi khách quý của Đan Dương Tông, Lữ Khinh Nga cũng gặp phải nan đề. Vì tìm hiểu tin tức về người thừa kế ý chí của Thanh Đế mà bà ấy suýt nói mòn cả miệng. Nhưng dù ám chỉ hay nói rõ, dù đưa ra điều kiện trao đổi gì thì Cốc Thanh Sơn cũng không mắc lừa. Lão già này luôn cười ha hả. Kéo đông kéo tây, nhưng lại không kéo đến điểm mấu chốt. Lữ Khinh Nga thực sự rất bất đắc dĩ, chỉ có thể thăm dò hỏi, vừa rồi lúc ở bên ngoài, tôi tình cờ nghe thấy mấy đệ tử của Quý Tông nói rằng người thừa kế ý. Chí của Thanh Đế là một thanh niên. Ha ha, có lẽ là vậy, những đệ tử kia chỉ suy đoán mà thôi, không tin thật được. Cốc Thanh Sơn cười ha hả đáp trả, trong lòng lại xem thường, cái gì mà tình cờ nghe thấy, tôi thấy bà là đặc biệt đi hỏi thăm. Đồ âm hiểm. Lữ Khinh Nga cần răng nói, Cốc Tông Chủ không cần đề phòng tôi như thế, mặc dù lập trường của chúng ta khác biệt, nhưng cũng quen biết nhiều năm, chẳng lẽ Cốc Tông Chủ không nể mặt tôi chút nào sao? Đan dược của Đan Dương Tông không chỉ để nội bộ Đan Dương Tông sử dụng mà còn thường xuyên bán cho các môn phái khác. Lữ Khinh Nga từng nhiều lần đến Đan Dương Tông mua đan dược, đi nhiều lần rồi dần dần có quan hệ không tệ với Cốc Thanh Sơn, xem như có chút giao. Tình. Đây cũng là nguyên nhân Vân Sơn Thư Viện phái bà đến tìm hiểu tin tức. Cốc Thanh Sơn vẫn mang nụ cười ôn hòa mà nói, cô Lữ, nếu như là chuyện khác thì tôi nhất định sẽ nể mặt cô, nhưng chuyện này thì xin thứ cho tôi không cách nào bẩm báo. Lữ Khinh Nga nói, từ giờ trở đi tôi không đại diện cho Vân Sơn Thư Viện, chỉ lấy thân phận cá nhân của mình để hỏi thăm tin tức người thừa kế ý chí của Thanh Đế, ông cũng có thể nói điều kiện để trao đổi với tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau là tôi có thể cam đoan dù biết thân phận của người thừa kế thì tôi cũng không để lộ ra ngoài, chờ trở lại Vân Sơn Thư Viện thì tôi sẽ nói cho họ là không hỏi được gì. Cốc Thanh Sơn. Người phụ nữ này thật là coi ông ta là đồ đần. Lữ Khinh Nga còn thề thốt nói, nếu như Cốc Tông Chủ không tin thì tôi có thể thề. Bà nghĩ lại thì chắc có thể Cốc Thanh Sơn cũng không tin, thế là đổi cách khác, ông cũng biết tôi có đứa con gái tên là Mạc Thanh Uyển, tôi có thể để. Thanh Uyển rời khỏi Vân Sơn Thư Viện rồi gia nhập Đan Dương Tông. Vừa thốt ra lời này, Cốc Thanh Sơn lập tức hiểu dụng ý của Lữ Khinh Nga. Ý cô Lữ là muốn tôi làm người trung gian, giới thiệu con gái bà cho người thừa kế ý chí của Thanh Đế quen biết. Cốc Thanh Sơn lộ ra vẻ hứng thú mà nói. Cốc Tông Chủ thật là người thông minh, Lữ Khinh Nga dứt khoát thừa nhận. Khi thăm dò được từ những đệ tử của Đan Dương Tông, người thừa kế ý chí của Thanh Đế là một thanh niên tuổi tác không cao hơn 30 thì bà lập tức nổi lên tâm tư này. Nếu con gái bà được người có được đại cơ duyên chọn chúng thì thật là đáng mừng. Lữ Khinh Nga rất tự tin, lấy nhan sắc của con gái mình thì nhất định có thể làm người thừa kế thần bí kia rung động. Cốc Thanh Sơn lại vừa cười vừa nói, cô không sợ người thừa kế kia đã kết hôn hoặc là có bạn gái sao? Tu luyện giả chỉ cần có thực lực đủ mạnh thì tam thê tứ thiếp đáng là gì? Quy tắc thế tục không áp dụng cho giới tu luyện chúng ta. Lữ Khinh Nga trả lời. Lời này của bà là thật, ở bên ngoài Côn Luân thì hành vi này không thỏa đáng, nhưng trong giới tu luyện thì thực lực là trên hết. Chỉ cần có đủ thực lực thì đừng nói tam thê tứ thiếp, dù xây dựng một hậu cung trăm người cũng không ai dám nói cái gì. Mà tương tự như vậy, nữ tu luyện giả thực lực mạnh cũng có thể làm như thế. Đặc quyền này chỉ nhằm vào người mạnh và kẻ yếu, không nhằm vào nam hay nữ. Lời này của Lữ Khinh Nga tuy không sai, nhưng ngôn luận to gan đó lại được nói ra từ miệng một người đàn bà xinh đẹp thì khó tránh làm người ta cảm thấy là lạ. Cốc Thanh Sơn không khỏi lộ ra vẻ mặt quái lạ. Phát giác ánh mắt quái dị của Cốc Thanh Sơn, Lữ Khinh Nga biến sắc, nói, Cốc Tông Chủ, tôi chỉ trình bày sự thật, dù là tôi hay con gái tôi Thanh Uyển đều rất đàng hoàng. Tôi tin, Cốc Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Đàng hoàng mà để con gái đi dụ dỗ đàn ông khi chưa biết đối phương có kết hôn chưa? Tôi khinh. Trước mặt người bên ngoài, Mạc Thanh Uyển luôn gọi Lữ Khinh Nga là, sư phụ, chỉ khi ở trong nhà thì mới gọi bà là, mẹ. Nhưng vừa rồi cô lại trực tiếp gọi như vậy, có thể thấy được Mạc Thanh Uyển đang uất ức đến mức nào. Lữ Khinh Nga cũng cảm thấy kỳ quái, lập tức nhíu mày hỏi, làm sao vậy Thanh Uyển? Không phải bảo các con đi ra bên ngoài dạo sao? Sao lại không vui? Mạc Thanh Uyển hung tợn trừng Lục Vân một cái rồi nghiến răng nghiến lợi nói, tên đầu chọc kia, không phải nói chỉ có tông chủ của các người mới chế tài được ngươi sao,
hiện tại đứng trước mặt tông chủ đó, tự nói mình đã làm chuyện hèn hạ vô sỉ gì đi. Tên đầu chọc. Lục Vân nghe thấy xưng hô này thì suýt không nhịn được muốn đánh Mạc Thanh Uyển một cái nữa. Nhưng ngay trước mặt mẹ người ta nên hắn vẫn quyết định khiêm tốn một chút. Lục Vân cố gắng khắc chế chính mình. Từ từ. Vừa rồi Mạc Thanh Uyển gọi người đàn bà xinh đẹp này là mẹ à. Lục Vân bỗng bừng tỉnh rồi cẩn thận quan sát Lữ Khinh Nga. Hắn phát hiện nét mặt của người này thật sự có vài điểm giống với Mạc Thanh Uyển. Đây không phải trọng điểm là người này là mẹ của chị Tư Vương Băng Ngưng. Rất nhanh Lục Vân đã xác định điểm này, nhưng hắn vẫn không nói gì. Chuyện thân thế của Vương Băng Ngưng thì phải chờ hắn trở về nói ra để cô tự quyết định, Lục Vân muốn báo tin tức này cho Vương Băng Ngưng trước đã. Trước khi Vương Băng Ngưng biết chuyện này thì Lục Vân không tiện nhúng tay. Sao Lữ Khinh Nga có thể không đoán ra con gái mình bị chọc tức, hơn nữa còn tức không nhẹ, lúc nói chuyện còn run cả giọng. Là tên đầu chọc này trêu chọc con mình sao? Lữ Khinh Nga nhìn về phía Lục Vân, kết quả lại phát hiện Lục Vân đang dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá mình, bà lập tức nhíu mày càng chặt. Nói và làm là hai chuyện khác nhau, Lục Vân chỉ thích làm, không thích nói. Mộc Bình lộ ra vẻ mặt phức tạp, đành lặp lại những gì Trương Vận từng nói trước đó lại một lần. Đại khái là Trương Vận hoài nghi Lục Vân không phải đệ tử của Đan Dương Tông, hai người có chút hiểu lầm, sau đó Trương Vận nhờ Mạc Thanh Uyển ra tay, kết quả chọc giận Lục Vân. Cuối cùng Mộc Bình nghẹn lời một hồi rồi mới tiếp tục nói, chính là hiểu lầm như thế, sau đó Lục Vân tức không nhịn nổi đã cho cô Mạc một bài học nhỏ. Bà ta có thể làm sao đây, đương nhiên là cố gắng nói giúp Lục Vân. Kể tới bây giờ vẫn không có vấn đề gì quá lớn, trên cơ bản Lục Vân cũng không sai, bởi vì hắn là người bị vu oan. Mộc Bình cứ nhấn mạnh Lục Vân là đệ tử chân truyền của Lưu Lão, hắn bị oan uổng nên mới gây ra hiểu lầm như thế. Còn có một điểm nhấn mạnh là, người ra tay trước là Trương Vận và Mạc Thanh Uyển, Lục Vân chỉ bị động đánh trả. Cốc Thanh Sơn cũng là lão hồ ly, khi nghe Mộc Bình nói Trương Vận chất vấn thân phận đệ tử chân truyền của Lục Vân thì ông lập tức phản ứng. Nhất định là Lục Vân đùa nghịch người ta trước. Người kế thừa ý chí của Thanh Đế thật là thích làm ầm. Cốc Thanh Sơn còn có thể làm sao, cũng chỉ có thể diễn kịch chung với Mộc Bình, ông sầm mặt lại nói vậy thì bên sai không phải là Lục Vân, mà là Trương Vận, nên phạt. Trương Vận đứng bên cạnh nghe vậy thì lập tức đen mặt, thầm cười khổ, đây là muốn đẩy mình ra gánh tội. Hắn ta có khổ không thể nói. Ai bảo Lục Vân là người kế thừa ý chí của Thanh Đế, mình gánh tội thì gánh thôi. Nhưng Mạc Thanh Uyển càng nghe càng thấy sai, sao có thể không nghe ra Mộc trưởng lão đang tránh nặng tìm nhẹ, cố gắng bao che cho tên đầu chọc. Mạc Thanh Uyển càng tức giận mà nói, không đúng, Mộc trưởng lão căn bản không nói đến trọng điểm, rõ ràng là tên đầu chọc này đùa bỡn tôi trước. Mạc Thanh Uyển cảm thấy bình thường tính tình mình cũng khá tốt, ban đầu tên đầu chọc này chạy tới đập vai. Sau đó còn véo mặt của cô. Đổi lại là người bình thường đã sớm tức giận. Nhưng tên đầu chọc này giải thích là hiểu lầm nên Mạc Thanh Uyển cũng lười so đo. Ai biết hắn không chỉ không biết bớt lại mà hành vi sau đó còn càng quá đáng. Hiện tại Mạc Thanh Uyển hoài nghi hành vi trước đó của hắn là cố ý. Tựa như Tôn Hiểu Tuyết đã nói, hắn muốn dùng cách này để đến bắt chuyện, thật là thấp kém mà. Mạc Thanh Uyển thực sự nhìn không được. Thế là nói hết những hành vi cợt nhã ban đầu của Lục Vân ra. Cuối cùng cô nhìn về phía Mộc Bình mà nói, Mộc trưởng lão, vừa rồi bà nói tên đầu chọc này bị oan uổng, tức giận không nhịn nổi nên mới cho tôi một bài học nhỏ, nhờ bà giải thích xem là bài học gì. Cốc Thanh Sơn cũng nhịn không được mà thầm chấn động. Ông biết vấn đề xuất hiện trên người Lục Vân, nhưng không ngờ lại quá. Thực sự không biết nên làm sao diễn tiếp tuồng kịch này nữa. Cốc Thanh Sơn rất bất đắc dĩ. Ông không biết là lúc đầu Lục Vân thật sự ngộ nhận Mạc Thanh Uyển thành Vương Băng Ngưng nên mới chạy tới véo mặt cô, mà không phải cố ý đùa giỡn. Nhưng nói ra lời này ai mà tin? Có lẽ Lữ Khinh Nga sẽ tin, dù sao bà mất một đứa con gái nên không có khả năng không biết, nhưng như vậy chẳng phải sẽ làm lộ chuyện chị Tư sao? Lỡ chị Tư căn bản không muốn về Vân Sơn Thư Viện thì sao? Vậy không phải là tự tìm phiền phức à? Cho nên Lục Vân dứt khoát thừa nhận, dù sao mình cũng thật sự đánh con gái người ta mấy cái, thế là hắn tiến lên một bước và nói, là đệ tử phạm sai lầm trước, xin tông chủ trục xuất đệ tử khỏi tông môn để trừng phạt. Cốc Thanh Sơn sửng sốt,
sau đó lập tức phản ứng lại. Sắc mặt ông ta bỗng trầm xuống rồi quát lớn, Lục Vân, nếu cậu tự biết mình phạm sai lầm lớn thì tôi nhất định phải trừng phạt, như cậu mong muốn, kể từ. Hôm nay cậu không còn là môn nhân của Đan Dương Tông nữa. Biểu cảm của Cốc Thanh Sơn muốn nghiêm túc bao nhiêu có nghiêm túc bấy nhiêu. Kỹ thuật diễn xuất thật đến mức khó tin. Xưa nay Lục Vân không phải là môn nhân của Đan Dương Tông thì lấy đâu. Ra chuyện trục xuất sư môn, chỉ là làm dáng một chút cho mẹ con Lữ Khinh Nga xem thôi. Cốc Thanh Sơn không khỏi bội phục Lục Vân, thủ đoạn trốn nợ này thật là cao minh hi. Mạc Thanh Uyển là đại mỹ nữ đứng đầu, dùng mạo dáng người khí chất đều là đệ nhất, Lục Vân dùng một thân phận giả mà dê con người ta rồi lại chủ động xin nhận phạt để vứt bỏ thân phận này, thật là không thiệt thòi gì cả. Không được, Mạc Thanh Uyển vừa dứt lời thì đột nhiên nghe thấy Lục Vân quả quyết mở miệng nói, Lục Vân này là đàn ông, đã làm sai chuyện thì phải gánh chịu trách nhiệm. Tôi thừa nhận lúc ấy mình bị ma quỷ ám ảnh, trông thấy cô Mạc đẹp như tiên tử nên mới không nhịn được làm ra chuyện hồ đồ, tôi đáng bị phạt. Nhưng trong lòng hắn lại có nhận thức mới đối với Mạc Thanh Uyển. Mạc Thanh Uyển muốn nói lại thôi. Lữ Khinh Nga lạnh mặt nói, Thanh Uyển, đừng thương hại loại người này, thật sự là hắn đáng bị phạt, hơn nữa mẹ cảm thấy phạt như vậy còn chưa đủ nghiêm trọng. Tên đầu chọc đáng chết này làm bẩn sự trong sạch của con, chỉ trục xuất sư môn đã coi như lời cho hắn. Mạc Thanh Uyển kinh ngạc nhìn mẹ mình, trục xuất sư môn rồi còn chưa đủ nghiêm trọng. Tựa như cô ở Vân Sơn Thư Viện từ nhỏ đến lớn, nếu có một ngày vì phạm sai lầm mà cô bị Vân Sơn Thư Viện trục xuất thì nhất định sẽ khó chịu cùng cực. Hơn nữa cũng đâu tới mức làm bẩn trong sạch gì chứ. Mạc Thanh Uyển không dám gật bừa theo ý mẹ mình. Lúc này Lữ Khinh Nga đột nhiên nhìn về phía Cốc Thanh Sơn, hừ lạnh một tiếng và nói, chuyện xử phạt tên đầu chọc này coi như xong, nhưng Đan Dương Tông các người có phải nên giải thích thêm hay không? Cốc Thanh Sơn thấy dáng vẻ được lý không buông tha của Lữ Khinh Nga thì lập tức nhận ra tâm tư của bà, nhưng ông lại giả vờ ngây ngốc nói, cô còn muốn giải thích gì nữa? Nói cho tôi biết tin tức người kế thừa ý chí của Thanh Đế. Quả nhiên là thế. Cốc Thanh Sơn biết ngay người đàn bà này vẫn đang nhắm vào người kế thừa ý chí của Thanh Đế. Đầu tiên là mượn chuyện Lục Vân đụng chạm Mạc Thanh Uyển để biểu đạt phẫn nộ, dù đã trục xuất Lục Vân khỏi sư môn thì bà vẫn rất bất mãn, đây là vì làm nền cho bước này thôi. Quả nhiên là thứ tâm cơ âm trầm. Cốc Thanh Sơn thầm mắng. Lục Vân đang cười cái gì? Đương nhiên là cười Lữ Khinh Nga. Làm lớn chuyện cả buổi thì ra người phụ nữ này là muốn tìm mình. Sau khi Lục Vân có được ý chí truyền thừa của Thanh Đế thì vẫn không biết thứ này làm được gì, về sau mới biết được nó đại diện cho một loại cơ duyên. Giống như những nhân vật chính đều là con của thần may mắn ấy. Sự may mắn này chính là một loại cơ duyên. Cho nên cuối cùng những người bạn bên cạnh các nhân vật chính kia đều ít nhiều gì cũng có được chút may mắn, gây dựng nên sự nghiệp lẫy lừng. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hiện tại Lục Vân chính là tình huống như thế. Đương nhiên Lữ Khinh Nga hy vọng con gái mình có thể kết bạn với một người có đại cơ duyên, tốt nhất là kết thành bạn Lữ thì ngày sau sẽ được nhờ vả nhiều hơn. Mục đích rất đơn thuần. Hiện tại rốt cuộc Lục Vân cũng biết sau khi mình trở thành người kế thừa ý chí của Thanh Đế thì được hoan nghênh đến cỡ nào. Nhưng mà Lữ Khinh Nga à, người có đại cơ duyên là tôi rõ ràng đang đứng trước mặt bà, kết quả bà lại không biết mà còn mắng tôi là đầu chọc đáng chết. Đầu chọc đắc tội bà cái gì hả? Cao thủ tuyệt đỉnh thì càng chọc càng mạnh. Lục Vân bị một loạt thao tác của Lữ Khinh Nga làm phì cười, nhưng cũng chỉ mím môi hơi lộ ra ý cười mà thôi, hắn đã rất khắc chế. Xem như để lại cho Lữ Khinh Nga một chút tôn trọng. Nhưng Lục Vân đã đánh giá thấp độ nhạy cảm của người phụ nữ này, cũng đánh giá thấp độ tinh mắt của bà, chỉ trong giây lát hắn đã bị Lữ Khinh Nga bắt tại trận. Lữ Khinh Nga đang ứa lửa trong lòng. Bà đã quấy rầy Cốc Thanh Sơn đòi hỏi lâu như vậy. Nói mòn cả miệng mà chẳng moi được ra chút tin tức hữu dụng nào cả. Lão hồ ly Cốc Thanh Sơn này không niệm tình cũ hai người giao dịch nhiều lần, không để lộ ra cả một sợi lông. Đương nhiên Lữ Khinh Nga rất phiền muộn, bà quay đầu vừa vặn nhìn thấy Lục Vân đang cười, tên đầu chọc đáng chết này còn dám chế giễu bà. Buồn bực trong lòng Lữ Khinh Nga lập tức hóa thành lửa giận rồi bùng nổ, tức giận nói, ngươi cười cái gì? Lữ Khinh Nga có một gương mặt rất xinh đẹp chứng chạc. Bởi vì tu luyện nên làn da bà rất tinh xảo, không nhìn ra được chút nếp nhăn nào, có thể nói là rất đáng trầm trồ.
Lục Vân đã từng gặp mấy mỹ nhân điển hình không thua trước năm tháng, mẹ của chị Khuynh Thành Khương Dung là một, dì út Doãn Thu Thủy của hắn là hai. Nhưng Lữ Khinh Nga còn diễm lệ hơn hai người bọn họ. Tu luyện giả có khí huyết càng sung mãn hơn người bình thường và tu võ giả, tốc độ giả yếu cũng chậm hơn rất nhiều. Lục Vân nhớ trước kia có nghe lão đạo sĩ sư phụ kể mình từng gặp một nữ tu luyện giả hơn 60 tuổi mà làn da được giữ gìn y như 30 mấy tuổi. Ông còn kể cho Lục Vân nghe một đoạn tình duyên ngắn ngủi của mình với nữ tu luyện giả kia. Đó là chuyện cũ nhớ lại mà kinh hãi lúc còn trẻ của Thiên Huyền Tử, ông cho là mình gặp được một chị gái ấm lòng, kết quả lại là một bác gái lão luyện. Hai chữ thôi, tắt nắng. Đó là mối tình đầu của Thiên Huyền Tử. Sau khi ông biết được chân tướng thì nước mắt bất giác chảy xuống, từ nay về sau không tin chân tình, lưu lạc bụi hoa, triệt để thả bay bản thân. Chuyện cũ này là Thiên Huyền Tử lơ đấng nói lộ ra trong một lần uống say. Lúc đó Lục Vân còn nhỏ, căn bản không cách nào tưởng tượng nổi lão đạo sĩ sư phụ lúc còn trẻ lại đớp được một bác gái hơn 60 tuổi. Mãi đến khi tu luyện có thành tựu, hắn mới phát hiện không có gì là không thể. Đừng nói 60 tuổi, dù đến 100 tuổi thì chỉ cần tu vi đủ cao cũng có thể càng sống càng trẻ. Bây giờ suy nghĩ lại thì kỳ thật Thiên Huyền Tử cũng không lỗ. Mặc dù bác gái kia không cho ông một lần đầu tốt đẹp nhất, nhưng lại cho ông kỹ thuật thành thạo nhất. Kiếm bộn không lỗ. Sắc đẹp của Lữ Khinh Nga không tệ, nhưng vẻ mặt cay nghiệt lúc này của bà lại làm hình tượng bị trừ điểm nặng. Chí ít Lục Vân cảm thấy như vậy. Tôi biết tuổi của bà lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng bà và tôi không tê hân chẳng quen, lại không phải trưởng bối của tôi, sao lại nói là tôi chống đối bà. Lục Vân không nể mặt Lữ Khinh Nga chút nào. Mộc Bình đứng bên cạnh nghe thấy lời này thì lập tức thầm cười khổ. Lời này bà ta nghe quá quen tai. Lúc trước khi lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vân, bà ta cũng bị Lục Vân chửi là lão yêu bà, trong lòng cực kỳ tức giận. Phụ nữ dù ở tuổi nào cũng kiêng kỵ bị người khác nói mình già. Quả nhiên, khuôn mặt Lữ Khinh Nga lập tức lạnh căm căm, tức điên đến mức mũi muốn lệch qua một bên. Cái gì gọi là tuổi của tôi lớn hơn cậu rất nhiều. Cũng chỉ 20-30 tuổi thôi. Cốc Thanh Sơn vốn còn muốn nói cái gì, nhưng cẩn thận nghĩ lại, được thôi, nếu Lữ Khinh Nga đã hạ quyết tâm muốn chút giận lên Lục Vân thì ông cũng lười quản. Dù sao Lữ Khinh Nga cũng không phải là đối thủ của Lục Vân. Cốc Thanh Sơn trầm ngâm một lát rồi nói, nếu tâm ý của cô Lữ đã quyết, vậy xin cứ tự nhiên, nhưng tôi tốt bụng nhắc nhở một câu, cô nhớ đừng hối hận. Hối hận, nói đùa cái gì? Lữ Khinh Nga lửa giận công tâm, căn bản không suy nghĩ nhiều mà bắn đôi mắt lạnh lẽo như thanh kiếm sắc bén về hướng Lục Vân. Tên chọc đầu quá vô lễ, ta tát người ba bạt tay coi như dạy dỗ, không quá đáng chứ? Không quá đáng, bất ngờ là Lục Vân lại trả lời như vậy, hơn nữa còn rất chấn định. Sau đó Lục Vân còn nói thêm, ba cái bạt tay không quá đáng, tôi hoàn toàn có thể nhận, nhưng tôi sợ bà không có bản lĩnh này. Buồn cười. Hiện tại ta để cho ngươi xem rốt cuộc ta có bản lãnh này không. Lữ Khinh Nga hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nhảm với Lục Vân mà trực tiếp tát thẳng một bạt tay lên mặt hắn. Thật sự có can đảm động thủ. Trong đôi mắt đen nhánh của Lục Vân đột nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo. Lúc đầu nể tình người phụ nữ này là mẹ của Vương Băng Ngưng nên Lục Vân còn chuẩn bị chừa chút mặt mũi cho bà, nhưng nếu bà đã hùng hổ dọa người như thế thì ngại quá, khỏi cần mặt mũi sất. Cốc Thanh Sơn. Nhưng ngay khi bàn tay của Lữ Khinh Nga sắp tát xuống, Lục Vân sắp có hành động thì một tiếng giống ngập trời đã vang vọng Đan Dương Tông. Ông! Tiếng quát vang dội này cuốn theo kiếm ý, làm cho cả đại trận hộ sơn của Đan Dương Tông cũng run lên nhẹ nhẹ. Mặc dù thua kém khí thế trước đó Lục Vân phóng ra, nhưng trong nháy mắt cũng làm kinh động trên dưới Đan Dương Tông. Lữ Khinh Nga lộ ra vẻ kinh ngạc, cuối cùng bàn tay này cũng chưa kịp hạ xuống. Bà nghiêng đầu sang kinh ngạc nhìn Cốc Thanh Sơn. Nghe tiếng quát này thì có vẻ kẻ đến không phải hiền lành gì. Cùng lúc đó, trong đầu Lục Vân vang lên một giọng nói suy yếu, tiểu Lục Vân. Lữ Khinh Nga sửng sốt. Trong nháy mắt Lục Vân mở miệng, trong lòng bà đột nhiên chấn động một cách quỷ dị. Đó không chỉ là khí lạnh, mà càng giống sát khí hơn. Một sát khí lạnh giá tỏa ra từ trong cơ thể Lục Vân. Thằng nhãi này. Lữ Khinh Nga lấy lại tinh thần, bàn tay còn cứng lại trên không trung, mà Lục Vân thì chỉ còn lại một bóng lưng. Lữ Khinh Nga yên lặng thu bàn tay về rồi nhíu chặt mày.
Cốc Thanh Sơn cũng không có tâm tư phản ứng bà mà nghiêm túc sải bước ra khỏi đại điện, tiến đến nơi phát ra giọng nói kia. Dám gọi thẳng tên của ông ngay trước mặt tất cả mọi người của Đan Dương Tông, hơn nữa còn là một tiếng giống mang theo kiếm ý, đây đã là khiêu khích vô cùng nghiêm trọng. Cốc Thanh Sơn không ra mặt thì không được. Phía sau núi Đan Dương Tông có một căn nhà đá bố trí trận pháp che đậy, nơi này là cấm địa của Đan Dương Tông, không được tông chủ và trưởng lão đồng ý thì không ai được đi vào. Lục Vân không phải đệ tử của Đan Dương Tông nên theo lý càng không có tư cách tiến vào, nhưng bởi vì thân phận của hắn tương đối đặc thù nên Mộc Bình trực tiếp dẫn hẳn đi vào. Nhà đá có không gian rất lớn, không khí lưu thông cũng thông thuận, không có cảm giác chật trội và đè nén gì. Ở chính giữa có một vách đá hình vuông đứng thẳng, trên đó có khắc tâm pháp Thanh Đế. Người con gái nằm ở đó chính là Lâm Thanh Đàn. Nhưng lúc này sắc mặt của cô lại hơi tái nhợt. Quá khó khăn, Lâm Thanh Đàn thật sự quá khó khăn. Lần thứ nhất lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế, cô vừa bước vào thời khắc mấu chốt thì kết quả lại bị khí thức của Lục Vân quấy nhiễu, cô bất đắc dĩ gián đoạn rồi bị thương nhẹ. Cô không trách Lục Vân, chỉ cần lĩnh ngộ lần nữa là được. Lần thứ hai lĩnh ngộ có tiến triển rất thuận lợi, rất nhanh Lâm Thanh Đàn đã đắm chìm vào lần nữa, đồng thời đã đến giai đoạn kết thúc. Nhưng ai ngờ vào bước cuối cùng sắp thành công thì đột nhiên có một tiếng giống kinh thiên cắt ngang cô tiếp. Nếu như chỉ là tiếng quát bình thường, dù giọng lớn đến mấy thì có trận pháp che đậy cũng không quấy dày được Lâm Thanh Đàn, đáng giận là trong giọng nói đó còn mang theo kiếm ý. Khi kiếm ý chấn động, đại trận hộ sơn của Đan Dương Tông sẽ tự động tiến hành phòng ngự, mà đại trận hộ sơn là căn cơ của toàn bộ tông môn, nó khẽ động cũng làm toàn bộ tông môn chịu ảnh hưởng. Vừa rồi khi âm thanh kia vang lên, trận pháp che đậy chung quanh căn nhà đá này cũng rung động theo và đánh thức Lâm Thanh Đàn. Lĩnh ngộ tâm pháp kiêng kỵ nhất chính là đột nhiên bị cắt ngang. Đây đã là lần thứ hai Lâm Thanh Đàn bị quấy nhiễu, hơn nữa do là lần thứ hai nên trầm trọng hơn lần đầu nhiều, vì thế sau khi bị quấy nhiễu cô phải chịu phản tác dụng mạnh hơn. Lần này Lâm Thanh Đàn bị nội thương nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều. Đan Dương Tông. Phía trên tông môn có một lão giả khuôn mặt nham hiểm, chân đạp phi kiếm lơ lửng trên không, khiến vô số đệ tử Đan Dương Tông phải ngửa đầu quan sát với vẻ mặt bối rối. Vừa rồi chính là lão giả này đột nhiên phát ra một tiếng giống mang theo kiếm ý hùng mạnh làm kinh động tất cả mọi người trong tông môn. Nếu không có đại trận hộ sơn thì không biết tiếng giống lúc nãy đã làm bao nhiêu đệ tử Đan Dương Tông hộc máu bỏ mình. Ông Chính Nguyên, người có ý gì? Cốc Thanh Sơn âm trầm đi ra. Ông nhận ra lão giả này tên là ông Chính Nguyên, là một vị trưởng lão của Quỷ Kiếm Tông có thực lực cực kỳ mạnh, có lẽ đã đạt tới Kim Đan Kỳ Trung Kỳ. Từ trước đến nay quan hệ giữa Quỷ Kiếm Tông và Đan Dương Tông không tốt lắm. Nhưng cũng chưa từng có trường hợp dám trực tiếp chạy đến cửa khiêu khích như ông Chính Nguyên. Dù sao đại trận hộ sơn của Đan Dương Tông cũng không phải ăn chay. Lúc này đã có mấy vị trưởng lão vào chỗ, chuẩn bị sẵn sàng mở đại trận hộ sơn ra. Chỉ cần ông Chính Nguyên dám làm ra chuyện khác người gì thì họ sẽ không tiếc ngưng tụ ra kiếm thế, chém giết ông ta ngay tại đây. Đôi mắt âm trầm như nước của ông Chính Nguyên chớp động, cười khẽ nói, nghe nói Đan Dương Tông xuất hiện một người kế thừa ý chí của Thanh Đế, chúc mừng chúc mừng. Lại đến vì người kế thừa ý chí của Thanh Đế sao? Cốc Thanh Sơn sầm mặt lại, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Mấy ngày qua Trừ Vân Sơn thư viện ra thì đã có không ít tông môn đều đến tìm hiểu tin tức của người kế thừa ý chí của Thanh Đế, nhưng trong đó không có Quỷ Kiếm Tông. Quỷ Kiếm Tông và Đan Dương Tông bất hòa, nếu họ để mắt tới người kế thừa ý chí của Thanh Đế thì tuyệt đối không phải đến với ý tốt mà là ác ý. Cốc Thanh Sơn trầm giọng nói, nếu ngươi cũng đến vì người kế thừa ý chí của Thanh Đế thì mời trở về đi, Đan Dương Tông không chào đón ngươi. Cái này phải kể lại từ lần đầu tiên Đan Dương Tông phát hiện Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh. Tông chủ và trưởng lão của Đan Dương Tông đều có tư cách lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế. Cho dù bọn họ không có Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh, nhưng sau khi lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế cũng sẽ có ích rất lớn đối với thuật luyện đan. Nhưng những trưởng lão của Đan Dương Tông, bao gồm cả Cốc Thanh Sơn, đều có ngộ tính không ra sao, không ai có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh tâm pháp Thanh Đế. Trưởng lão lĩnh ngộ sâu nhất trong đó họ La, cũng chỉ đến được tầng thứ 7 mà thôi. Lúc trước cũng là vị La trưởng lão này dựa vào tâm pháp Thanh Đế mà phát giác ra khí tức của Huyền Hỏa Đỉnh nên đã phái đệ tử chân truyền của mình là bọn Lăng Phong, Hàn Nguyệt xuống núi tìm kiếm. Để an toàn,
Cốc Thanh Sơn còn bảo Mộc Bình đi cùng. Lúc đầu chuyện này chỉ có Đan Dương Tông biết được. Bởi vì Côn Luân rời xa thế tục, nếu như không lĩnh ngộ tâm pháp thanh đế thì tu luyện giả bình thường không có khả năng phát giác được khí thức của huyền hỏa đỉnh đột nhiên xuất hiện ở nơi xa xôi như vậy. Nhưng không biết tại sao mà tin tức này vẫn bị lộ ra ngoài, để những tông môn khác biết. Thế là một số kẻ lòng mang độc kế đã lặng lẽ đi theo đệ tử của Đan Dương Tông đến phía Nam Long Quốc, trong đó bao gồm cả ông lão quỷ của Quỷ Kiếm Tông và công tử Vũ của Vân Sơn Thư Viện. Đây chính là nguyên nhân vì sao những tu luyện giả hiếm thấy ở thế tục lại cùng lúc xuất hiện ở xung quanh Hạnh Lâm Đường như vậy. Đáng tiếc họ xui xẻo đụng phải một sát thần, cũng chính là Lục Vân, hắn bá đạo mà đánh giết ông lão quỷ và công tử Vũ. Mà Mộc Bình nhờ để lộ ra tin tức về tâm pháp thanh đế mà trốn thoát một kiếp. Sau khi trở về, Mộc Bình đã báo lại chuyện đêm hôm đó cho Cốc Thanh Sơn. Trong đó bao gồm luôn chuyện Lục Vân đánh giết đám người ông lão quỷ. Hôm nay, người khách ông chính nguyên không mời mà đến này chính là anh trai ruột của ông lão quỷ. Ông ta vừa nói không phải đến vì người kế thừa ý chí của thanh đế, hơn nữa còn nhắc đến Mộc Bình, Cốc Thanh Sơn lập tức đoán ra ông chính nguyên đến vì em mình. Nhưng ông chính nguyên không biết là hung thủ giết chết em ông ta chính là người kế thừa ý chí của thanh đế vừa xuất hiện vào mấy ngày trước. Cốc tông chủ, chỗ ta có một khối ngọc tủy, là ngọc tủy bản mệnh của em ta. Nhưng trước đây không lâu nó đột nhiên đã nứt vỡ. Đương nhiên ông chính nguyên biết mục đích em mình là ông lão quỷ. Xuống núi là vì tranh đoạt thanh đế huyền hỏa đỉnh, nhưng không bao lâu sau ngọc tủy bản mệnh của ông lão quỷ lại nứt ra, chứng tỏ ông ta đã gặp nạn. Nhưng cụ thể là gặp nạn ở đâu, nguyên nhân gặp nạn là gì thì ông chính nguyên cũng không biết. Ông lão quỷ và công tử Vũ đều toi mạng ở bên ngoài. Kinh khủng nhất chính là tu luyện giả kim đan kỳ của Chu gia cũng chết rồi. Nhưng ngặt nổi là Mộc Bình lại trở về. Điều này chứng minh rất có khả năng Mộc Bình biết được chân tướng, nếu thế thì Cốc Thanh Sơn nhất định cũng biết. Lần này ông chính nguyên tới vì chân tướng liên quan đến chuyện em trai ông ta ông lão quỷ gặp nạn. Lữ Khinh Nga cũng hiếu kỳ nhìn về phía Cốc Thanh Sơn. Bà không có hứng thú với cái chết của công tử Vũ và cũng lười hỏi đến, nhưng không có nghĩa là bà không tò mò, đồng dạng cũng muốn biết rốt cuộc họ đã gặp phải chuyện gì. Làm sao Cốc Thanh Sơn có thể nói ra chân tướng cho họ? Ông trầm ngâm một lát rồi nói, ông chính nguyên, ngọc tủy bản mệnh của em trai ngươi nứt vỡ có liên quan gì đến Mộc trưởng lão? Liên quan gì đến Đan Dương Tông bọn ta? Ta không nói em ta chết liên quan đến Mộc Bình, chỉ muốn hỏi bà ta tình hình bên ngoài thôi. Thật có lỗi, Mộc trưởng lão đã nói với ta là từ lúc ra ngoài đến khi về căn bản không nhìn thấy em trai ngươi, cho nên bọn ta cũng không biết ông lão quỷ chết thế nào. Thấy Cốc Thanh Sơn không chịu thừa nhận, gương mặt hung ác của ông chính nguyên biến ảo mấy phần, sau đó âm trầm nói, Cốc Tông Chủ, người đừng làm ta khó xử. Cốc Thanh Sơn hừ lạnh nói, không biết chính là không biết, người hỏi thế nào cũng không biết, mời trở về đi. Ông chính nguyên trầm mặc một lát. Bỗng nhiên, ông ta thâm trầm cười một tiếng và nói, nếu Cốc Tông Chủ đã nói như vậy thì ta sẽ không làm khó, nhưng ta muốn nhắc nhở đệ tử Quý Tông là ra ngoài cẩn thận một chút. Uy hiếp trắng trợn, sắc mặt Cốc Thanh Sơn tái xanh. Đông đảo đệ tử Đan Dương Tông cũng lộ vẻ sợ hãi. Những đệ tử Đan Dương Tông bọn họ sẽ thường ra ngoài ngắt dược thảo để luyện chế đan dược, không phải tất cả dược liệu đều trồng ra được ở dược viên. Hiện tại ông chính nguyên nhắc nhở họ ra ngoài cẩn thận chính là uy hiếp. Đám người vừa giận vừa sợ. Lục Vân mặc quần áo Đan Dương Tông trên người, ông chính nguyên vô thức cho rằng hắn là đệ tử của Đan Dương Tông. Lục Vân lạnh lùng nói, không phải đại diện cho Đan Dương Tông, là một tiếng chó sủa vừa rồi của ngươi quấy rầy đến người phụ nữ yêu mến của ta. Giọng nói của hắn không quá lớn. Nhưng từ thời khắc hắn lao ra chặn đường ông chính nguyên thì trên dưới Đan Dương Tông liền triệt để yên tĩnh lại, cho nên giọng nói của hắn trở nên rất lớn. Tên đầu chọc này dám đi cản ông chính nguyên. Phải biết rằng tông chủ mà không dựa vào đại trận hộ sơn thì cũng không phải đối thủ của ông chính nguyên. Nhưng càng giận người chính là tên đầu chọc này còn nói ông chính nguyên sủa, không phải là đang mắng ông chính nguyên là chó sao. Hắn làm sao dám? Rất nhiều đệ tử của Đan Dương Tông đang run rẩy, là run thay cho tên đầu chọc kia. Đồng thời họ cũng hoảng sợ, lo lắng ông chính nguyên sẽ vì tên đầu chọc này mà giận cá chém thất những đệ tử khác của Đan Dương Tông. Lúc đầu ông chính nguyên đã uy hiếp họ cẩn thận khi đi ra ngoài,
hiện tại tên đầu chọc này chọc giận ông Chính Nguyên thì có phải về sau ông ta sẽ xuống tay càng tàn nhẫn khi gặp phải đệ tử Đan Dương Tông không? Tên đầu chọc này chính là Sao Chổi. Không ít đệ tử Đan Dương Tông thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tôn Hiểu Tuyết bên cạnh Mạc Thanh Uyển khẩn trương bắt lấy cánh tay ngọc của cô, mở to hai mắt nói, Thanh Uyển, đầu chọc kìa, mau nhìn, đầu chọc điên rồi hay sao mà dám đi khiêu khích ông Chính Nguyên? Tôi có mắt, Mạc Thanh Uyển câm nín. Câm nín đối với Tôn Hiểu Tuyết, đồng thời càng câm nín với Lục Vân. Thật không biết tên đầu chọc kia suy nghĩ cái gì, đầu tiên là chạy đến sàm sỡ cô, kết quả bị trục xuất tông môn, hiện tại còn điên cuồng chọc tới chỗ ông Chính Nguyên. Ông Chính Nguyên chính là Kim Đan Kỳ Trung Kỳ, hắn chạy qua đó không phải tự tìm đường chết sao? Không thấy cả tông chủ của các người cũng giận mà không dám nói gì sao? Khi nào đến phiên nhân vật nhỏ bé như hắn chạy ra giành nổi bật chứ? Mạc Thanh Uyển không biết vì sao mình lại tức giận như vậy. Trước kia cô chưa từng quan tâm đến những người đàn ông bên cạnh. Ồ, ó lẽ là bởi vì đầu chọc đáng ghét này là người đầu tiên dám to gan đánh mông cô. Có lẽ do đầu chọc vì cô mới bị Cốc Thanh Sơn trục xuất sư môn, trong lòng Mạc Thanh Uyển hơi áy náy. Cũng có lẽ là vì đầu chọc đột nhiên đứng ra nói một câu khi cô muốn đổi cách xử phạt, tôi phạm sai lầm, cho nên nhất định phải chịu phạt. Hoặc có lẽ như Tôn Hiểu Tuyết đã nói, là vì đầu chọc này khá đẹp trai đi. Nguyên nhân rất phức tạp, rất phức tạp. Cốc Thanh Sơn nhìn tình cảnh này thì cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Ông biết rõ thực lực của Lục Vân căn bản không cần e ngại ông Chính Nguyên, chỉ là lần này nếu hắn ra tay nhất định sẽ nổi danh ở Côn Luân. Vậy trước đó diễn nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa. Cốc Thanh Sơn có lòng riêng, bên ngoài nói với Lục Vân là nên khiêm tốn, muốn giúp hắn tránh một chút phiền toái, nhưng thực chất là hy vọng có thể độc chiếm Lục Vân. Độc chiếm, dùng từ này không có vấn đề gì. Một cái đùi một người ôm và 100 người ôm là hoàn toàn khác nhau. Lục Vân mới 20 tuổi đã có thực lực nghịch thiên như thế, thiên phú tu luyện gần như vô địch trên toàn bộ Côn Luân thì thật sự là nghịch thiên. Một khi tin tức này truyền ra thì Côn Luân nhất định sẽ chấn động. Cái này đã không liên quan gì đến người kế thừa ý chí của Thanh Đế nữa, dù Lục Vân không phải người thừa kế thì chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ và thiên phú nghịch thiên này cũng sẽ trở thành người mà đông đảo tông môn tranh nhau lôi kéo. Thậm chí còn thu hút hấp dẫn hơn thân phận người thừa kế nhiều. Người thừa kế tương đương với cơ duyên, với tiềm lực, lôi kéo hắn là một loại đầu tư, hy vọng trong tương lai sau khi Lục Vân trưởng thành thì mình có thể được nhờ vả. Nhưng hôm nay nếu Lục Vân ra tay, lộ ra thực lực của hắn thì đã không phải là một loại đầu tư tương lai, mà là cái đùi có sẵn để ôm. Đây chính là nguyên nhân Cốc Thanh Sơn không hy vọng Lục Vân ra tay. Nhưng ông biết không có khả năng. Lục Vân tức giận như vậy nhất định là vì ông Chính Nguyên xuất hiện quấy rầy đến Lâm Thanh Đàn, tính cách hắn bá đạo như thế thì làm sao có thể nhịn nổi cục tức này. Cho nên Lục Vân nhất định sẽ ra tay dạy dỗ ông Chính Nguyên. Cốc Thanh Sơn biết rõ điểm này nên chỉ có thể thầm than trong lòng. Vẻ mặt của Cốc Thanh Sơn bị Lữ Khinh Nga nhìn thấy hết, lập tức làm người đàn bà xinh đẹp này rất hoang mang. Rất tức giận, sát ý cuồn cuộn. Tên đệ tử Đan Dương Tông không có cả sợi lông này dám mắng ông ta là chó. Xem ra Đan Dương Tông sống dễ chịu thoải mái quá rồi. Hai mắt ông Chính Nguyên phóng ra tia sáng nguy hiểm, giận quá thành cười, người đứng đầu của Đan Dương Tông đều là rùa đen rút đầu, còn thứ không có một sợi lông chẳng biết từ đâu chui ra như người dám nhảy ra tìm cảm giác tồn tại, người muốn chết đến thế sao? Ông Chính Nguyên vừa muốn tìm người đến giết gà dọa khi để làm Đan Dương Tông khiếp sợ. Không nghĩ đến tên đầu chọc này liền xông lên, thật là hợp ý ông ta. Lục Vân lắc đầu nói, muốn giết tôi thì thứ phế vật như ông còn chưa đủ tư cách, ngược lại nếu như ông không muốn chết thì lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Tất cả mọi người nhìn không được co giật khóe miệng. Ông Chính Nguyên, phế vật. Ông ta là Kim Đan Kỳ Trung Kỳ mà lại bị Lục Vân chửi thành phế vật. Hắn nhất định bị điên rồi. Hay cho một tên đầu chọc cuồng vọng, chết thì chết đi. Tâm tình Lữ Khinh Nga rất khó chịu. Bà cũng là Kim Đan Kỳ Trung Kỳ giống như ông Chính Nguyên, Lục Vân mắng ông Chính Nguyên là phế vật chẳng phải tương đương với mắng bà luôn sao? Thực sự quá cuồng vọng. Lữ Khinh Nga vốn chẳng ưa gì Lục Vân, lúc này nghe hắn nói ra mấy lời ngông cuồng này thì cảm xúc khó chịu lập tức càng mãnh liệt. Bà cảm thấy vừa rồi mình thật buồn cười, còn ôm chờ mong đối với loại người này.
Hiện tại xem ra tên đầu chọc thuần túy chỉ là thứ cuồng vọng thích tìm kiếm cảm giác tồn tại, nếu không không có khả năng nói ra mấy lời làm người ta cười đến rụng răng như vậy. Chết đi! Ông Chính Nguyên không nói nhảm nữa, bởi vì ông ta phát hiện nói chuyện với Lục Vân quả thực là lãng phí thời gian, làm nhục thân phận của mình. Cứ trực tiếp giết đi! Ông ta quát một tiếng, trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một bàn tay màu vàng óng to lớn gào thét lao ra, gần như không cần tốn nhiều sức đã xé rách thân thể Lục Vân thành mảnh vụn. Hắn mất mạng trong nháy mắt. Đây là điều mọi người đã sớm dự đoán được. Tôn Hiểu Tuyết than thở một tiếng, em trai đầu chọc đáng thương, tất cả ưu điểm đều tập trung lên trên mặt, đại não không được cung cấp đủ dinh dưỡng, thật là đáng tiếc. Nói thẳng ra chính là quá ngu xuẩn. Tôn Hiểu Tuyết cũng không cảm thấy đau lòng gì, cái gọi là vừa thấy đã yêu vốn là háo sắc thôi, cô chỉ nhìn trúng khuôn mặt của Lục Vân. Nếu là ở thế tục, có lẽ hắn có thể dựa vào gương mặt này ăn cơm chùa thơm ngào ngạt, nhưng nơi này là Côn Luân, là thế giới của tu luyện giả. Chỉ có khuôn mặt không có đầu óc là không được. Không đơn giản như vậy. Đông đảo đệ tử Đan Dương Tông và bọn người Mạc Thanh Uyển, Tôn Hiểu Tuyết đều nghĩ Lục Vân bị ông Chính Nguyên dùng một chiêu giết chết, nhưng Lữ Khinh Nga lại không cảm thấy như vậy. Bà nhíu chặt mày lại, vô thức ngẩng đầu nhìn lên thì con ngươi đột nhiên co rụt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không chỉ Lữ Khinh Nga mà Cốc Thanh Sơn biết rõ sự kinh khủng của Lục Vân cũng ngẩng đầu lên nhìn vị trí mấy chục mét trên đỉnh đầu ông Chính Nguyên. Nơi đó có một bóng dáng nhanh đến cực hạn đang cực tốc hạ xuống. Nói xin lỗi ngay, tiếng nói vô cùng bá đạo đột nhiên vang lên. Ông Chính Nguyên bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt thay đổi, vội vàng giơ bàn tay màu vàng óng khủng bố do chân khí ngưng tụ thành đánh lên trên. Bản năng của ông ta cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Am ầm. Bóng dáng bá đạo kia hạ xuống, như hóa thành một luồng ánh sáng đánh vào bàn tay ông Chính Nguyên. Ông, chân khí va chạm như làm cả không gian rung động lên một cái, sau đó cảnh tượng khiến người ta kinh hãi muốn chết đã xảy ra. Chỉ thấy thanh phi kiếm dưới chân ông Chính Nguyên như không chịu nổi trọng lượng mà đột nhiên hạ xuống một khoảng cách thật dài, cả thân kiếm đang rung động rồi mới miễn cưỡng dừng hẳn. Bóng dáng cực tốc hạ xuống từ phía trên kia chính là Lục Vân. Đầu chọc không chết. Gần như tất cả mọi người đều chấn động, lúc này mới nhận ra thứ lúc nãy bị ông Chính Nguyên xé nát chỉ là tàn ảnh của Lục Vân mà thôi. Bản thể của Lục Vân sớm đã vọt lên phía trên ông Chính Nguyên. Thân pháp thật là lợi hại, Tôn Hiểu Tuyết kinh hô nói, Thanh Uyển, cô có thể nhìn ra em trai đầu chọc đang thi triển thân pháp võ kỹ đẳng cấp gì không? Mạc Thanh Uyển lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc rồi lắc đầu nói, nhìn không ra. Vân Sơn Thư Viện có nghiên cứu rất sâu đối với các loại công pháp võ kỹ, Mạc Thanh Uyển lại là thiên tài nên có ngộ tính cực cao. Bình thường chỉ cần người khác thi triển một lần thì cô có thể nhìn ra đại khái là thân pháp võ kỹ đẳng cấp gì. Nhưng Mạc Thanh Uyển lại không nhìn ra Lục Vân thì triển cái gì, thực sự là quá nhanh, nhanh đến không hợp lễ thường. Lời nói này của Lữ Khinh Nga như một tiếng sấm nổ vang trong lòng Mạc Thanh Uyển và Tôn Hiểu Tuyết, họ cùng trừng to đôi mắt. Không thi triển ra thân pháp võ kỹ, chỉ dựa vào công pháp mà đã bộc phát ra tốc độ khủng khiếp như thế, sao có thể? Công pháp mà tên đầu chọc này tu luyện mạnh đến mức nào? Nếu như Lữ Khinh Nga không phải sư phụ của các cô thì hai người Mạc Thanh Uyển nhất định sẽ cảm thấy câu nói này là đang nói đùa. Các cô rất rung động. Nhưng người rung động nhất hẳn là ông Chính Nguyên. Lúc này bàn tay của ông ta không khống chế được mà run rẩy. Vừa rồi khi đón lấy nắm đấm của Lục Vân thì sức mạnh bá đạo kia suýt đã làm ông ta không chịu nổi. Thật đáng sợ. Sao một thanh niên 20 tuổi lại có thực lực khủng bố như thế? Từ khi nào Đan Dương Tông xuất hiện nhân vật như vậy chứ? Khi ông Chính Nguyên giật mình thì bên tai lại truyền đến một tiếng nổ vang, nói xin lỗi ngay. Lục Vân lại hạ xuống lần nữa, vẫn tung ra một quyền vô cùng bá đạo giáng về phía ông Chính Nguyên. Ông Chính Nguyên biến sắc. Không dám khinh thường nữa, cánh tay tung một chiêu, phi kiếm dưới lòng bàn chân rơi vào trong tay ông ta, hiện tại hai chân ông ta đang trực tiếp lơ lửng giữa không trung. Kỳ thật đến thực lực của ông Chính Nguyên thì đã sớm không cần dùng đến pháp khí cũng có thể lơ lửng giữa không trung, dẫm lên phi kiếm chỉ muốn càng. Có phong cách mà thôi, đương nhiên cũng có thể do quen rồi. Nhưng bây giờ đối mặt với cường địch, ông Chính Nguyên không dám làm ra vẻ nữa mà chỉ có thể giơ kiếm công kích. Xuy, ông Chính Nguyên chỉ kiếm lên trời cao, kiếm khí sắc bén phóng lên tận trời, trong nháy mắt phát ra ánh kiếm màu vàng óng ánh.
Bóng dáng của Lục Vân không ngừng thoáng hiện, cứ như không trông thấy ánh kiếm màu vàng óng ánh kia, trên hai nắm đấm ngưng tụ ra chân khí màu xanh nồng đậm, trực tiếp đánh vỡ ánh kiếm màu vàng kia. Ầm ầm. Một quyền cuồng bạo mang theo uy thế không giảm đánh vỡ ánh kiếm xong thì trực tiếp đè ông Chính Nguyên xuống một khoảng cách. Lúc này khoảng cách giữa ông Chính Nguyên và mặt đất không đến 10 mét. Giờ khắc này, mọi âm thanh đã tắt ngúm. Tên đầu chọc kia lại dùng một quyền khống chế ông Chính Nguyên, hơn nữa là sau khi đánh vỡ ánh kiếm công kích của ông ta thì tiếp tục áp chế. Sao có thể? Rốt cuộc tên đầu chọc này có thân phận gì? Đừng nói mấy người của Vân Sơn Thư Viện mà phần lớn đệ tử của Đan Dương Tông cũng không rõ Đan Dương Tông xuất hiện nhân vật lợi hại như thế từ khi nào. Đan Dương Tông chủ yếu tu luyện thuật luyện đan nên thực lực chiến đấu đều không cao, cả trưởng lão của bọn họ cũng có mấy người vẫn là trúc cơ kỳ. Lục Vân không thi triển ra bất kỳ võ kỹ, nhưng Mạc Thanh Uyển cũng không nhìn ra công pháp của hắn là gì, thế là quay đầu nhìn về phía mẹ mình. Chân khí của hắn có màu xanh, làm người ta cảm thấy là một loại công pháp ôn hòa, nhưng nhìn từ chuyện hắn đẩy lui được ông Chính Nguyên thì kỳ thực bá đạo đến cực điểm. Lữ Khinh Nga phân tích một hồi, cuối cùng lại lắc đầu, mẹ cũng không nhìn ra được. Cả mẹ cũng không nhìn ra. Kinh ngạc trong lòng Mạc Thanh Uyển sâu thêm mấy phần. Cốc Thanh Sơn khinh thường liếc Lữ Khinh Nga một cái, nghĩ thầm nếu bà có thể nhìn ra mới có quỷ. Mấy ngày trước khí tức hung ác chí tà và khí tức chí thánh thanh đế ôn hòa giao hòa xuất hiện trên người Lục Vân, nếu các người trông thấy cảnh đó thì mới thật sự ngoác mồm kinh ngạc. Hiện tại có chút xíu như vậy đã là gì? Cốc Thanh Sơn không thèm lên tiếng mà nghiêm túc quan sát Lục Vân và ông Chính Nguyên giao thủ. Ông Chính Nguyên liên tục kinh ngạc hai lần, trong lòng đã dâng lên sóng to gió lớn, nếu như nói lần đầu tiên là chủ quan thì lần thứ hai là thế nào? Lần thứ hai giải thích thế nào đây? Lần này chỉ có thể nói rõ thực lực của tên đầu chọc này thật sự rất mạnh, không liên quan gì đến chuyện ông Chính Nguyên chủ quan lơ là cả. Nói xin lỗi ngay. Ông Chính Nguyên còn chưa kịp tỉnh táo lại từ quyền thứ hai đáng rung động thì bỗng có một giọng nói lạnh lùng lại bá đạo đến cực điểm nổ vang bên tai ông A. Tâm tình ông Chính Nguyên đắng chát. Ông ta thật sự không biết tại sao phải xin lỗi. Chẳng lẽ vì mình không tôn trọng Cốc Thanh Sơn nên tên đầu chọc này muốn mình xin lỗi ông ta? Tên đầu chọc này trung thành với tông môn lắm hay sao mà làm gì dữ vậy? Ông ta căn bản không nhớ trước đó Lục Vân đã nói một câu, là ông ta sủa nên quấy rầy người phụ nữ yêu mến của Lục Vân. Chủ yếu là lúc đó ông Chính Nguyên hoàn toàn coi Lục Vân là một tên điên tự tìm đường chết, sao lại quan tâm hắn nói cái gì, chỉ coi hắn đang đánh giám. Tới giờ khắc này, ông ta còn không rõ nguyên nhân Lục Vân muốn mình nói xin lỗi. Nhưng nói thế nào thì hai lần thất bại liên tục đã làm ông Chính Nguyên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ có thể lấy ra toàn bộ thực lực để phản kích. Gần như không chút do dự, ông Chính Nguyên lập tức luyện hóa một giọt tinh huyết trong cơ thể, chân khí màu vàng lập tức tăng vọt, mơ hồ phủ thêm một màu đỏ nhạt. Nhưng Lục Vân lại làm một hành động càng lớn gan, hắn thu lại tất cả chân khí, trên nắm tay không còn chút ánh sáng nào. Cảnh này làm tất cả mọi người đều kinh hãi. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị tay không tấc sắt đón lấy quỷ kiếm thập nhị của ông Chính Nguyên? Điên rồi sao? Gần như tất cả đệ tử Đan Dương Tông đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu, mí mắt điên cuồng giật giật. Lần này ông Chính Nguyên tới cửa khiêu khích làm họ rất phiền muộn, rất uất ức, nhất là ông ta còn uy hiếp càng làm họ giận mà không dám nói gì. Thẳng đến Lục Vân ra sân khiêu khích ông Chính Nguyên, họ còn oán trách hắn ngu xuẩn. Sẽ càng chọc giận ông Chính Nguyên và mang đến tai họa ngầm càng lớn cho đệ tử Đan Dương Tông bọn họ. Nhưng sau khi Lục Vân bày ra thực lực, hai lần ra quyền bá đạo đều ngăn chặn ông Chính Nguyên, trực tiếp bóp tắt vẻ phách lối của ông ta thì đám người Đan Dương Tông rất khiếp sợ, đồng thời cũng cực kỳ hả giận, phiền muộn và không vui lúc nấy lập tức tiêu tan. Nhưng mọi người không nghĩ tới là vào thời điểm mấu chốt này mà Lục Vân không thừa thẳng xông lên, lại đột nhiên thu lại tất cả chân khí. Hắn đang làm gì? Bành trướng sao? Phải biết rằng lúc này ông Chính Nguyên đã luyện hóa tinh huyết bản mệnh, hơn nữa còn thi triển ra sát chiêu quỷ kiếm thập nhị, uy lực nhất định sẽ mạnh hơn hai lần trước rất rất nhiều. Lục Vân lại khinh địch vào thời điểm này. Đám người Đan Dương Tông thật không biết nên cảm thấy vui mừng hay. Đáng buồn. Đừng nói là họ, cả Cốc Thanh Sơn cũng nhịn không được run rẩy trong lòng. Anh Lục à, anh đang chơi cái gì gì? Cốc Thanh Sơn biết thực lực của Lục Vân rất mạnh, vừa rồi cũng đã chứng minh, nhưng mạnh đến mấy cũng không thể lơ là như vậy.
chân khí là căn bản của tu luyện giả, có thể công kích, có thể phòng ngự. Cho dù là những cường giả đỉnh cao kim đan kỳ đại viên mãn, nếu như không sử dụng chân khí cũng có thể sẽ chết trên tay một tu luyện giả kim đan kỳ sơ kỳ. Hành động này của Lục Vân thực sự quá lớn gan, quá hoang đường, làm người ta rất khó hiểu. Mẹ! Mạc Thanh Uyển vừa muốn mở miệng lại nghe Lữ Khinh Nga nghiêm túc nói, đừng nói, xem đã. Trước đó bà rất chán ghét Lục Vân, nhưng khi thật sự chứng kiến thực lực của Lục Vân thì quan niệm này đã lặng lẽ thay đổi. Xuy! 12 kiếm ảnh sắc bén dọa người phóng lên tận trời, hào quang màu vàng óng ánh tụ lại thành một còn chói mắt hơn cả mặt trời, chiếu sáng cả trên không Đan Dương Tông. Thân thể Lục Vân rơi thẳng xuống đón lấy 12 ánh kiếm, trên người không có chút chân khí nào cả. Xem ra hắn thật sự không muốn sống nữa. Tâm tình mọi người rất phức tạp. Phá! Nhưng khi mọi người đều nghĩ tên đầu chọc khinh địch kia sắp bị 12 ánh kiếm xoắn nát thì đột nhiên lại nghe thấy một tiếng quát lớn thốt ra từ miệng Lục Vân. Tiếp đó liền thấy Lục Vân đổi nắm đấm thành ngón tay. Ngón trỏ tay phải của hắn đột nhiên bắn ra một hào quang màu đỏ thắm, một ngọn lửa kinh khủng lập tức tràn ra. Phanh 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 phanh, ngọn lửa lướt qua, kiếm ảnh vỡ vụn, linh hỏa, trên dưới Đan Dương Tông đều kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Họ đều biết nhiệt lượng ở Đan Dương Tháp biến mất, chứng tỏ linh hỏa trên tầng 11 xảy ra vấn đề. Nhưng cụ thể xảy ra cái gì thì không ai biết. Cho tới giờ khắc này cảm nhận được ngọn lửa bùng nổ ra từ trên người Lục Vân, họ mới tỉnh ngộ, thì ra linh hỏa bị tên đầu chọc này cướp đi. Nói cách khác, giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được một việc. Ngày linh hỏa xảy ra chuyện chính là hôm người kế thừa ý chí của Thanh Đế xuất hiện. Bây giờ linh hỏa lại xuất hiện trên người đầu chọc, chứng tỏ hắn chính là người kế thừa ý chí của Thanh Đế. Nhất định là vậy. Chiều cao của hắn hoàn toàn nhất trí với người áo đen ngày đó. Giờ khắc này trên dưới Đan Dương Tông, dù là đệ tử hay trưởng lão đều cảm thấy rung động. Khó trách thực lực của tên đầu chọc này mạnh mẽ như vậy, thì ra hắn chính là người kế thừa ý chí của Thanh Đế. Người thừa kế đã định sẵn không tầm thường. Trên sân lập tức xuất hiện hai tên đầu chọc. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, rốt cuộc cũng biết tại sao Lục Vân lại có tạo hình đầu chọc này, thì ra là do linh hỏa. Ông Chính Nguyên quá sợ hãi, thân thể nhanh chóng rơi xuống, may mà Lục Vân không tiếp tục sử dụng linh hỏa công kích mà dùng tay không đập ông ta rơi ầm ầm xuống đất. Còn linh hỏa vừa rồi thì không ai biết nó từ đâu tới, cũng không biết nó bị Lục Vân thu lại như thế nào. Nó đột nhiên xuất hiện một cách quỷ dị rồi lại biến mất không còn tăm hơi. Nếu không phải tạo hình đầu chọc của ông Chính Nguyên sáng mắt như vậy thì tất cả mọi người còn tưởng rằng cảnh vừa rồi là ảo giác. Ngón tay của Lục Vân đã khôi phục bình thường, trong lòng cũng cực kỳ mừng rỡ. Lúc đầu hắn cũng muốn khiêm tốn kín tiếng, đáng tiếc thực lực không cho. Phép, vào thời khắc hắn quyết định muốn dạy cho ông Chính Nguyên một bài học thì đã định sẵn hắn không khiêm tốn được nữa. 20 tuổi mà đánh bại cả kim đan kỳ trung kỳ, đây là một chuyện cực kỳ nghịch thiên, chắc hẳn không lâu sau danh hiệu tên chọc đầu này sẽ truyền khắp cả Côn Luân. Lục Vân nghĩ dù sao cũng đã làm lớn chuyện rồi thì dứt khoát kiêu căng thêm một chút, lợi dụng cơ hội lần này để thử uy lực linh hỏa ra sao luôn. Hiệu quả vượt quá tưởng tượng. Xem ra sau này phải thu gom linh hỏa nhiều hơn, dù sao với tình hình trước mắt thì hắn muốn tăng lên tu vi là rất khó, hắn kẹt cứng ở nơi đây rồi. Lục Vân không biết người khác có tình trạng này không, dù sao hắn là như vậy, cứ như tu vi đã tới điểm tới hạn. Rất kỳ quái, nhưng lại không nói ra được nguyên nhân. Nếu tu vi không tăng lên được thì chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế để cao năng lực chiến đấu, ví dụ như cắn nuốt linh hỏa cũng là một cách trong đó. Lần này Lục Vân kiêu căng phóng ra linh hỏa công kích căn bản không lo lắng thân phận người kế thừa ý chí của Thanh Đế bị bại lộ, cũng không quan tâm chút nào. Thấy ông Chính Nguyên rơi xuống đất, Lục Vân lại đấm một quyền nện lên trên vai lão già bắt chước tạo hình đầu chọc của mình rồi quát, quỳ xuống nói xin lỗi. Phù phù. Ông Chính Nguyên quỳ. Ông ta thực sự sợ rồi. Đời này ông ta chưa từng gặp tên biến thái nào khủng bố như vậy, ông ta còn có thể làm sao, chỉ có thể làm theo ý Lục Vân mà quỳ xuống đất lớn tiếng nói. Cốc Tông Chủ, thật xin lỗi. Ông ta không nên không tôn trọng Cốc Thanh Sơn. Trước đó khi nói chuyện còn dám lên phi kiếm trên không trung làm ra vẻ. Cho nên ông Chính Nguyên xin lỗi. Nhưng ai biết Lục Vân lại lộ vẻ bất mãn nói, cả nói xin lỗi cũng không biết nói với ai,
ông còn có mặt mũi bắt chước tạo hình của tôi? Ông đầu chọc đẹp trai bằng tôi không? Ông Chính Nguyên khóc không ra nước mắt. Tạo hình đầu chọc này không phải do hắn tạo nên sao, ông ta bắt chước cái gì chứ? Nói xấu tôi thì thôi mà còn sỉ nhục tôi, nói tôi chọc không bằng cậu. Được thôi, dường như thật sự không bằng, căn bản là một trời một vực. Nếu ông Chính Nguyên đã nói xin lỗi thì Lục Vân cũng không tiếp tục làm khó dễ mà trực tiếp thả cho ông ta rời khỏi Đan Dương Tông. Do suy xét đến an toàn của Lâm Thanh Đàn, Lục Vân không để cô lộ diện nên mãi đến khi ông Chính Nguyên rời đi thì cũng không biết vừa rồi ông ta đã xin lỗi người phụ nữ nào. Mặc kệ là người phụ nữ nào cũng không phải là người mà ông ta có thể trêu chọc. Đầu chọc thực sự quá khủng bố. Ông Chính Nguyên buồn bực sờ sờ cái đầu trần trùng trục của mình, cười khổ một tiếng. Thôi, coi như đến Đan Dương Tông đổi kiểu tóc đi. Mà phải công nhận là rất mát mẻ, nhẹ nhàng khoan khoái hơn trước đó nhiều. Ông Chính Nguyên chắc chắn sẽ không nói ra chuyện hôm nay, mất mặt, nhưng ông ta biết mình không nói thì người của Đan Dương Tông cũng sẽ nói. Nhiều người nhiều miệng mà. Lục Vân dạy dỗ ông Chính Nguyên xong thì không dừng lại quá lâu, nhân lúc đan đám người Dương Tông vẫn còn đờ đẫn, hắn đã quả quyết rời đi. Hắn đi đến phía sau núi và đến trước cửa nhà đá, Lục Vân liền quan tâm hỏi, Mộc trưởng lão, chị hai của tôi thế nào rồi? Sau khi uống đan dược chữa thương, thương thế của cô Lâm đã khá hơn nhiều, nhưng còn cần tĩnh dưỡng một thời gian. Mộc Bình thành thật trả lời. Lục Vân nhìn về phía Lâm Thanh Đàn, thấy mặc dù sắc mặt của cô vẫn hơi trắng, nhưng đã khá hơn trước đó nhiều, vì thế hắn mới yên lòng lại. Chị hai, em vừa ra ngoài dạy cho tên chết tiệt làm chị bị thương một trận, giúp ngươi chút cơn giận này. Lục Vân cười an ủi bà nói. Lâm Thanh Đàn đã sớm đoán được mục đích vừa rồi hắn đi ra, không khỏi lườm hắn một cái, em trai, em vẫn bá đạo như vậy, người ta cũng không phải cố ý. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Lâm Thanh Đàn sớm đã trào lên dòng. Nước ấm, cảm động không thôi. Mời nói, chỉ cần là chuyện có liên quan đến chị mình thì Lục Vân đều rất để bụng. Cô Lâm trời sinh thông minh, năng lực lĩnh ngộ tâm pháp thanh đế cực mạnh, phải nói là người có khả năng lĩnh ngộ kinh khủng nhất từ trước đến nay của Đan Dương Tông chúng tôi. Nhưng liên tục hai lần lĩnh ngộ gián đoạn đã ảnh hưởng cô Lâm rất lớn, vấn đề thương tích là việc nhỏ, tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khôi phục. Tôi lo lắng là lần lĩnh ngộ thứ ba có thể sẽ khó hơn cả hai lần trước gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Mộc Bình nói, nhìn về hướng Lâm Thanh Đàn với ánh mắt phức tạp. Khả năng lĩnh ngộ của Lâm Thanh Đàn đối với tâm pháp thanh đế rất khủng bố, chỉ cần vài ngày đã lĩnh ngộ được tầng thứ 9, chỉ còn thiếu tầng cuối cùng là có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh. Phải biết từ trước đến nay Đan Dương Tông chỉ có La trưởng lão lĩnh ngộ sâu nhất đối với tâm pháp thanh đế, nhưng cũng chỉ tới tầng thứ 7 mà thôi. Mộc Bình mới đến tầng thứ 5. Đây là vấn đề tư chất, đồng thời cũng là vấn đề cơ duyên, tư chất của họ và cơ duyên chỉ có nhiêu đó, cho nên mặc kệ lĩnh ngộ bao nhiêu lần cũng chỉ đến trình độ này. Nhưng Lâm Thanh Đàn thì khác. Cơ duyên của Lâm Thanh Đàn và thanh đế cực sâu, lĩnh ngộ một lần liền đến tận tầng thứ 9 mà còn không có dấu hiệu ngừng lại, chứng tỏ rất có khả năng cô sẽ hoàn toàn lĩnh ngộ xong 10 tầng tâm pháp. Giống như cầm thùng gỗ đi đến giếng lấy nước, thể tích tương tự mà Mộc Bình chỉ lấy được một nửa, nước giếng không chảy ra nữa, một nửa chính là thu hoạch cuối cùng của bà ta. Mà Lâm Thanh Đàn vốn có thể đổ đầy thùng gỗ, kết quả khi nước giếng còn đang chảy thì đột nhiên bị quấy nhiễu, cuối cùng chính là nước giếng vẩn đục. Không sai, nước giếng vẩn đục mà không phải bị cắt đứt. Đây là kết quả khác biệt một trời một vực. Nếu như chỉ là bị cắt đứt thì Lâm Thanh Đàn đã lĩnh ngộ được tầng thứ 9. Lần sau chỉ cần cô bắt đầu lĩnh ngộ từ tầng thứ 9 là được. Dù cô không lĩnh ngộ được tầng thứ 10 thì có 9 tầng tâm pháp này cũng đã đủ. Nhưng kết quả lại là vẩn đục, điều này có nghĩa là 9 tầng tâm pháp Lâm Thanh Đàn lĩnh ngộ được trước đó do bị âm thanh quấy nhiễu nên trở nên hỗn loạn không chịu nổi, hết thảy cần bắt đầu lại từ đầu. Nghe hai người an ủi, rất nhanh Lục Vân đã thoải mái lại. Hắn biết chuyện đã xảy ra thì áy náy đến mức nào cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại dễ ảnh hưởng đến cảm xúc của Lâm Thanh Đàn. Điều Lục Vân có thể làm chính là cố gắng bù đắp. Chị hai, chị dưỡng thương cho khỏe trước đi, mặc kệ cần thời gian bao lâu thì em cũng đi với chị. Lâm Thanh Đàn trầm mặc một chút rồi lắc đầu nói, yên tâm đi em trai, một mình chị ở lại nơi này là được, chị cả họ đang chờ em trở về. Cô cũng không biết mình cần thời gian bao nhiêu mới lĩnh ngộ xong tâm pháp.
Thanh đế, không có khả năng để Tiểu Lục Vân lãng phí thời gian ở đây với mình. Từ trước đến nay Lâm Thanh Đàn luôn khéo hiểu lòng người như thế. Lục Vân há to miệng muốn nói gì đó, Lâm Thanh Đàn lại mở miệng chặn lời hắn, được rồi, chị biết em muốn nói cái gì, chị cũng không phải con nít nên không cần em ở đây chung đâu. Hơn nữa em không ở nơi này thì chị càng có thể ổn định tâm trí, tránh mỗi ngày cứ. Mặt Lâm Thanh Đàn hơi đỏ lên, không tiếp tục nói nữa. Lục Vân lại sốt ruột mà hỏi, tránh mỗi ngày thế nào? Chị Thanh Đàn, chị không biết nói chuyện chỉ nói một nửa là chuyện rất thất đức sao? Lâm Thanh Đàn oán hận lườm hắn một cái rồi nói, tránh mỗi ngày chị cứ muốn gặp mặt em, giờ em hài lòng chưa? Hắc hắc, hài lòng, chị hai ôm một cái đi. Lục Vân cười tiến lên, giơ một tay ôm lấy thân thể mềm mại nở nang của Lâm Thanh Đàn vào ngực, nhịn không được sợ hãi thán phục, thật là quá tuyệt diệu, bình thường lúc mua nội y chắc phải tìm thật lâu đúng không? Không ổn. Về sau dáng người của chị Thanh Đàn sẽ trở thành vướng víu, tựa như Sở Giao nói ấy, đoán chừng bên dưới sẽ bị kẹp lại. Mộc Bình. Thức ăn cho chó này thật sự là ăn không hiểu nổi. Hai người tách ra. Mộc Bình nói. Lục tiền bối yên tâm, tôi sẽ chiếu cố tốt cô Lâm giúp anh. Làm phiền. Lục Vân khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Lâm Thanh Đàn. Chị hai, nếu chị chịu tủi nhục gì ở Đan Dương Tông thì chỉ cần kêu gọi em thông qua phù bình an, em lập tức chạy tới. Nghe thấy câu này, trên trán Mộc Bình lập tức ứa mồ hôi lạnh. Có sát thần là anh thì chúng tôi nào dám để cô Lâm chịu chút tủi nhục nào. Lâm Thanh Đàn trầm ngâm một chút rồi nói, chị hiểu ý em. Yên tâm đi, miệng của chị rất kín. Nói xong, cô thể thốt vỗ nhẹ ngực, cái vỗ này quả thực là làm dậy lên từng đợt gợn sóng không ngừng nghỉ. Lục Vân mở rộng tầm mắt. Hắn vội vàng di chuyển thân thể, chặn tầm mắt Cốc Thanh Sơn lại để ăn một mình. Cốc Thanh Sơn lúng túng cười một tiếng rồi nói, anh Lục đừng như vậy, tôi là chính nhân quân tử, thứ không nên nhìn thì tôi sẽ không nhìn nhìn. Lúc đầu ông ta rời ánh mắt đi rất nhanh. Kết quả Lục Vân chặn lại như thế lại như ông ta như rất hèn mọn. Ban đầu Lâm Thanh Đàn còn không biết họ đang nói gì, cúi đầu liếc nhìn mới nhận ra là dao động của mình quá lớn, gương mặt xinh đẹp của cô lập tức càng đỏ lên mấy phần. Xem ra sau này phải chú ý nhiều hơn, dù sao cũng không phải trong nhà. Mộc Bình, tôi tuyệt đối không tự tin. Họ rời khỏi nhà đá, Lục Vân liên tục dặn dò Cốc Thanh Sơn nhất định phải chiếu cố tốt cho chị hai nhà mình. Nếu dám để cô chịu chút tủi nhục nào thì hắn tuyệt đối không khoan dung. Cốc Thanh Sơn liên tục đáp ứng. Lục Vân thấy ông ta vẫn mang dáng vẻ muốn nói lại thôi kia thì nghi hoặc hỏi, có phải Cốc Tông Chủ còn gì muốn nói với tôi không? Cứ việc nói đi, tôi sẽ không chế giễu ông. Ha ha, Cốc Thanh Sơn thấy tâm tư của mình bị Lục Vân nhìn thấu thì gượng cười hai tiếng và nói, anh Lục, thật sự có một chuyện, là linh hỏa kia. Linh hỏa gì? Cốc Tông Chủ đừng nói lung tung, coi chừng tôi kiện ông phỉ báng đó. Cốc Thanh Sơn còn chưa nói xong lại đột nhiên bị Lục Vân lên tiếng cắt ngang, dáng vẻ vô tội như tôi tuyệt đối không có trộm linh hỏa của các người. Tu luyện giả có thể gọi là trộm sao? Đó gọi là cơ duyên. Huống chị linh hỏa đã sớm hòa hợp với ngón tay của Lục Vân, muốn trả lại cũng không được, cũng đâu thể kêu hắn chặt mất ngón tay mình đúng không? Không thể nào đúng không? Đâu có ai tàn nhẫn như vậy đúng không? Cốc Thanh Sơn. Trước đó khi Lục Vân giao thủ với ông Chính Nguyên rõ ràng đã phóng ra linh hỏa, gần như tất cả mọi người trong Đan Dương Tông đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn lại dám nói không có lấy. Ông từng thấy người mở mắt nói dối rồi, nhưng chưa từng gặp ai nói dối đến không hợp lẽ thường như thế. Coi như vừa rồi là đánh giám đi. Cốc Thanh Sơn cười làm lành nói, vâng, tôi tin tưởng nhân phẩm của anh Lục. Anh Lục tuyệt đối không phải loại người mặt dày vô sỉ ngang ngược vô lý ăn trộm rõ ràng rồi lại nhất quyết chối cãi nói không có, anh Lục nói không có lấy chính là không lấy. Lão già này giỏi lắm. Lục Vân thầm mắng một tiếng trong lòng, mặt không đỏ tim không đập nhanh mà nói, nếu Cốc Tông Chủ cũng tin tưởng tôi thì tôi sẽ không giải thích thêm, cáo từ. Lúc này trong nơi tiếp đãi khách quý của Đan Dương Tông, Lữ Khinh Nga vừa hối hận vừa tức giận. Bà tận mắt chứng kiến Lục Vân nghiền ép ông Chính Nguyên, rung động trong lòng cực kỳ mãnh liệt. Một người thanh niên hơn 20 tuổi mà có thực lực đạt tới mức độ kinh khủng như thế, thật sự có 102 trên Côn Luân này. Đây chính là một thiên tài tuyệt đỉnh.
Hơn nữa Lữ Khinh Nga còn biết được từ những lời bàn tán của các đệ tử Đan Dương Tông chung quanh, thì ra vị thanh niên đầu trọc này chính là người kế thừa. Ý chí của thanh đế mà bà muốn gặp. Các đệ tử Đan Dương Tông đoán được chuyện này dựa vào linh hỏa trên người Lục Vân. Xác suất chính xác đạt tới 8-9 phần. Làm sao Lữ Khinh Nga có thể không hối hận? Bà hối hận đồng thời còn tức giận. Giận Cốc Thanh Sơn không sớm nói thân phận của Lục Vân cho mình biết. Nếu bà sớm biết thanh niên đầu chọc đánh mông con gái mình chính là người kế thừa ý chí của thanh đế thì Lữ Khinh Nga có thể dùng thái độ ác liệt kia đối đãi với Lục Vân hay sao? Bà chỉ nói đánh tốt lắm. Hận Lục Vân không thể đánh thêm mấy bàn tay, ngày ngày đánh, đêm đêm đánh, dù sao đánh xong nhớ chịu trách nhiệm là được. Đáng tiếc đã bỏ lỡ. Lữ Khinh Nga đành phải thỉnh cầu Cốc Thanh Sơn để mình gặp lại Lục Vân một lần, bà phải nhận lỗi trước mặt hắn. Nhưng Cốc Thanh Sơn lại nói là hắn không muốn gặp bà. Lữ Khinh Nga lập tức tiếc hận không thôi. Trầm ngâm thật lâu, Lữ Khinh Nga không cam lòng nói với Mạc Thanh Uyển, "Thanh Uyển, tạm thời con đừng về Vân Sơn thư viện, khoảng thời gian tiếp theo cứ ở lại Đan Dương Tông, học một ít thuật luyện đan cũng rất tốt." Tâm tình của Mạc Thanh Uyển phức tạp, nhưng cô chỉ trần chờ chốc lát rồi khẽ gật đầu. Đương nhiên cô hiểu ý mẹ mình. Mặt ngoài nói là để cô ở lại nơi này học tập thuật luyện đan, kỳ thật là muốn cô tìm cơ hội đi tiếp xúc thêm với Lục Vân. Dù sao cô đã ghi nhớ đầu chọc kia, chỉ cần gặp lại lần nữa thì nhất định có thể nhận ra hắn. Kỳ thật Mạc Thanh Uyển cũng không có cảm giác gì nhiều với Lục Vân, lúc trước xin tha cho hẳn chỉ vì áy náy mà thôi. Nhưng cô sùng bái cường giả. Phải nói là không có cô gái nào không sùng bái cường giả, mà còn là một cường giả tuổi trẻ đẹp trai. Nếu như có thể kết một đoạn duyên phận với Lục Vân thì Mạc Thanh Uyển cũng không cảm thấy bài xích gì. Tôn Hiểu Tuyết đứng bên cạnh nói, sư phụ, hay con cũng ở lại với Thanh Uyển được không? Tiếp đó Lữ Khinh Nga nhìn về phía Cốc Thanh Sơn mà hỏi, Cốc Tông Chủ, hai học sinh của tôi ngưỡng mộ Quý Tông đã lâu, muốn ở lại Quý Tông tham quan học. Tập một thời gian, hẳn Cốc Tông Chủ sẽ không để tâm chứ? Ha ha, Cốc Thanh Sơn thầm mắng thứ tâm cơ. Chẳng qua mặt ngoài lại cười hì hì và nói, đó là vinh hạnh của Đan Dương Tông chúng tôi, về sau hai cô cứ ở lại Đan Dương Tông học tập đi, tôi sẽ cho người an bài chỗ dừng chân. Sao ông ta có thể không biết tâm tư của Lữ Khinh Nga? Nhưng hữu dụng sao? Lục Vân đã sớm thần không biết quỷ không hay rời khỏi Đan Dương Tông, rời đi Côn Luân, chạy ra bên ngoài tiêu dao vui sướng. Hắn vốn đến từ bên ngoài, các người ở lại nơi này có thể gặp được hắn mới là lạ. Cốc Thanh Sơn cũng rất gian manh, kiên quyết không nói bí mật này cho mấy. Người Lữ Khinh Nga, để các cô ở đây chơi đùa lung tung. Lữ Khinh Nga còn không biết mình đã trúng kế mà nói, vậy làm phiền Cốc Tông Chủ hao tâm tổn trí, ngày khác tôi sẽ trở lại Quý Tông thăm hỏi. Lữ Khinh Nga lại kéo Mạc Thanh Uyển qua một bên dặn dò vài câu, sau đó liền một mình rời khỏi Đan Dương Tông. Mấy ngày trôi qua. Chuyện về thanh niên đầu chọc đã trở thành chủ đề cuốn hút mấy ngày gần đây của Đan Dương Tông, trên cơ bản tất cả mọi người nói ba câu là không rời khỏi đầu chọc. Bởi vì họ thực sự quá rung động. Cảnh thanh niên đầu chọc đánh bại ông Chính Nguyên đã khắc sâu vào đầu các đệ tử Đan Dương Tông, làm mỗi lần họ hồi tưởng lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đó là sự kiêu ngạo của Đan Dương Tông họ. Đồng thời họ cũng nghỉ hoặc, bởi vì trước kia họ chưa từng biết Đan Dương Tông ẩn giấu một cao thủ như vậy. Cũng không ai biết rốt cuộc cao thủ đó là đệ tử của vị trưởng lão nào. Rất nhanh có tin tức truyền ra, thanh niên đầu chọc đó là chân truyền duy nhất của Lưu lão. Đám người bỗng tỉnh ngộ. Hóa ra là đệ tử chân truyền của Lưu lão, khó trách thực lực mạnh như vậy, khó trách thần bí như vậy. Thanh Uyển, chúng ta đã ở đây mấy ngày, ngày nào cũng đi ra tản bộ mà sao lại chẳng gặp được em trai bảnh trai kia lần nào vậy, cô nghĩ có phải cậu ta đang cố ý tránh né chúng ta không? Hai bóng hình yểu điệu thon dài nhàm chán đi dạo trên đường đi. Tôn Hiểu Tuyết nhịn không được phàn nàn một câu. Trên dung nhan xinh đẹp của Mạc Thanh Uyển hiện ra một tia đắng chát, nhưng sau đó đôi mắt xinh đẹp lại hiện lên vẻ quật cường, thời gian còn dài mà, chỉ cần cậu ta còn ở Đan Dương Tông thì nhất định sẽ gặp mặt. Một cái đầu trụi lùi xuất hiện trước mặt hai cô gái. Mạc Thanh Uyển vừa định nhắc nhở Tôn Hiểu Tuyết không được vô lễ. Trước đó do không biết thân phận và thực lực của Lục Vân nên cô gọi hắn là em trai đầu chọc thì cũng không có gì. Nhưng bây giờ thì khác. Đầu chọc đã không còn là đầu chọc trước kia, nên tôn trọng một chút, gọi hắn là đầu chọc tiền bối hoặc là Lục tiền bối.
Lúc đầu Lục Vân đã trốn tránh không muốn gặp mặt các cô, Tôn Hiểu Tuyết còn càn quấy như vậy nữa sẽ càng dễ làm hắn bất mãn. Mạc Thanh Uyển muốn nhắc nhở đã không kịp rồi, Tôn Hiểu Tuyết hưng phấn vào tới rồi quát to một tiếng, em trai đầu chọc, rốt cục cũng bắt được cậu rồi. Đầu chọc quay đầu rồi lộ ra một gương mặt lấm la lấm lét, méo miệng cười nói, mỹ nữ, cô đang gọi tôi sao? Ây, Tôn Hiểu Tuyết lập tức sững sờ, nhận lầm người rồi. Đầu chọc đúng là đầu chọc, nhưng lại không phải đầu chọc các cô quen biết kia. Tôn Hiểu Tuyết lập tức xấu hổ, nhưng sau đó liền tức giận nói, học cái gì không tốt lại học người ta cạo chọc, anh có khí chất của người ta à? Anh có khuôn, mặt đẹp trai bằng người ta sao? Không có cái gì cả thì đừng học người ta cạo. Chọc, phi. Nhân lúc tên đầu chọc này còn chưa kịp phản ứng thì Tôn Hiểu Tuyết đã chửi loạn cả lên, sau đó vội vàng xoay người chạy đến bên cạnh Mạc Thanh Uyển. Chỉ cần tôi chạy nhanh thì xấu hổ sẽ không đuổi kịp tôi. Đầu chọc không hiểu gì lại đột nhiên bị mắng một trận, anh ta đứng ngơ ra thật lâu rồi mới mắng lại một câu, bị điên rồi, tôi cạo chọc làm phiền gì đến cô chứ? Tôi đầu chọc tôi quang vinh, đầu chọc buồn bực sờ đầu rồi hùng hùng hổ hổ rời đi. Tôn Hiểu Tuyết cực kỳ buồn bực, đi dạo nhiều ngày như vậy, thật vất vả mới gặp được một người đầu chọc, kết quả lại không phải Lục Vân, thật là khó chịu. Mạc Thanh Uyển thở dài một hơi nói, Hiểu Tuyết, cũng may anh ta không phải Lục Vân, không thì cô lỗ mãng xông lên như vậy nhất định sẽ làm Lục Vân. Cảm thấy bị mạo phạm, đến lúc đó càng không chào đón chúng ta. Đệ tử tông môn khác chỉ cần nhìn thấy đối phương là đầu chọc, lại hỏi một chút, hóa ra là đệ tử của Đan Dương Tông, sau đó không dám tùy tiện đắc tội, thậm chí còn chủ động chạy tới nịnh bợ. Vậy nở mặt nở mày biết chừng nào. Mạc Thanh Uyển và Tôn Hiểu Tuyết nghe xong thật câm nín. Lần này tìm kiếm đầu chọc Lục Vân càng khó hơn nữa. Có lẽ cả Lục Vân cũng không ngờ chỉ một hành động vô thức của mình đã khiến Đan Dương Tông nổi lên phong trào cạo đầu này. Cả tông chủ Cốc Thanh Sơn cũng lên tiếng tán dương hành vi cạo chọc, đồng. Thời còn nói chọc đầu quang vinh hiếm thấy, làm đám người kinh ngạc đến ngây người. Mà những người hói đầu trời sinh lập tức tìm về tự tin. Mọi chuyện đều là nhờ Lục Vân ban tặng. Tôi không ở Côn Luân, nhưng Côn Luân luôn có truyền thuyết đầu chọc của tôi. Lục Vân cũng không biết tình hình này, hắn đã về đến nhà, khi nhìn thấy tạo hình này của hắn thì mấy người chị mỹ nữ đều giật mình kêu lên. Vương Băng Ngưng còn suýt nghĩ hắn là tên trộm đầu chọc vào nhà ăn cắp, dao phay đã vung đến bên của Lục Vân thì mới phát hiện là em trai của họ trở về. Lục Vân cũng không tiện giải thích lông mày và tóc của mình bị linh hỏa đốt rụi. Muốn giải thích thì nhất định phải nói từ chuyện hắn bị Cốc Thanh Sơn giật dây tiến vào Đan Dương Tháp. Rất phí nước bọt. Cho nên Lục Vân oán giận nói, các chị không biết tông chủ Đan Dương Tông kia là lão già hói đầu tâm lý biến thái lại không có tố chất, nhất quyết cạo. Chọc đầu em mới bằng lòng để chị hai đi vào lĩnh ngộ tâm pháp. Em có thể làm sao đây, đương nhiên là chịu nhục, ai bảo em yêu các chị như vậy, chỉ cần tốt cho các chị thì rơi mấy cọng tóc đã đáng là gì. Làm sao các chị tin được lý do hiếm thấy như thế, nhưng họ cũng không hỏi rõ mà không chút lưu tình trắng trợn chế giễu Lục Vân một hồi. Vương Băng Ngưng cười đau bụng, cởi giày lăn lộn trên ghế salon. Rất nhanh Diệp Khuynh Thành đã thu lại ý cười, cô sẽ không làm mất hình tượng như Vương Băng Ngưng, dù chế giễu Lục Vân cũng phải duy trì dáng vẻ tao nhã. Ai bảo người ta là nữ thần cao ngạo chứ? Diệp Khuynh Thành thu lại nụ cười mà hỏi, tại sao Lâm Thanh Đàn không cùng về với em? Tâm pháp thanh đế rất khó lĩnh ngộ, tương đối tốn thời gian, cho nên chị hai bảo em trở về trước, chị ấy ở lại nơi đó rất an toàn, mọi người không cần lo lắng. Lục Vân không kể lại chuyện Lâm Thanh Đàn bị cắt ngang hai lần, không thì phải giải thích thật lâu, nhất là Vương Băng Ngưng, cô nhất định sẽ gặn hỏi như nả súng máy. Lục Vân xung xoe, vừa bóp vai vừa bóp chân, lúc này vẻ mặt Diệp Khuynh Thành mới hòa hoãn một chút, nhưng Vương Băng Ngưng vẫn đang cười. Lục Vân không nhịn được nữa, đi tới đánh một cái lên cái mông vểnh của cô, N Tương Băng Ngưng chị đừng có cười, chú ý một chút, em có chuyện rất nghiêm túc cần nói với chị. Hai, cái tay đánh người này càng lúc càng thuần thục rồi, đều do các chị chiều thành quen. Vương Băng Ngưng xoa xoa cái mông vểnh, giận dỗi nói, em nói thì nói đi, đánh chị làm gì, hơn nữa còn réo cả tên người ta, đúng là quá đáng. Cô cau mũi, Lục Vân không có tâm trạng cãi nhau với cô. Nghiêm túc nói, ở Côn Lôn, em gặp được một cô gái có vẻ ngoài giống chị đến 9 phần, có thể nói là giống như đúc. Vớ vẩn,
trên thế giới này ngoại trừ Vương Băng Ngưng chị thì làm gì còn đệ nhất mỹ nữ nào nữa. Vương Băng Ngưng cho rằng Lục Vân đang nói đùa, tự khen mình một câu. Lục Vân không nói gì, vẻ mặt nghiêm trọng. Vương Băng Ngưng bò dậy khỏi ghế salon, ngồi thẳng người lên, hỏi dò, tiểu Lục Vân, em không đùa đấy chứ? Không đùa, giọng nói của Lục Vân cực kỳ nghiêm chỉnh. Cuối cùng Vương Băng Ngưng cũng tin tưởng mấy phần, nói mau đi, có chuyện gì hả? Diệp Khuynh Thành cũng cảm thấy hứng thú, ánh mắt tò mò nhìn Lục Vân. Cô gái kia tên là Mạc Thanh Uyển, sinh ra ở một nơi gọi là Thư viện Vân Sơn ở trên núi Côn Lôn. Lục Vân kể lại chuyện mình đã trải qua một lượt. Sau khi nói xong, phòng khách lại rơi vào im lặng. Vậy vì sao bọn họ lại vứt bỏ cô? Cô muốn biết đáp án, nhưng sợ khi biết rồi, một ngày nào đó mình xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, cũng có nghĩa là cuộc sống hiện tại của mình sẽ bị phá vỡ. Hiện tại tâm trạng của Vương Băng Ngưng giống hệt Diệp Khuynh Thành khi trước. Diệp Khuynh Thành cũng từng như vậy, sau khi thân thế được công bố, vợ chồng Diệp Hướng Vinh muốn đưa cô về nhà họ Diệp, bắt cô rời xa tiểu Lục Vân, sao Diệp Khuynh Thành có thể đồng ý được. May mắn là, cuối cùng Lục Vân đã dùng thực lực để khiến vợ chồng Diệp Hướng Vinh chấp nhận, để vợ chồng bọn họ biết hắn có năng lực bảo vệ Diệp Khuynh Thành. Sau đó vợ chồng Diệp Hướng Vinh cũng kiêu ngạo vì Lục Vân. Nhất là sau khi biết Lục Vân chính là Vân Thiên Thần Quân, tin tức chấn động này khiến bọn họ hận không thể khắc mấy chữ lên mặt mình, Vân Thiên Thần Quân sắp là con rể tôi. Hiện giờ tình cảnh này lại xuất hiện với Vương Băng Ngưng. Hơn nữa, lai lịch của cô so với nhà họ Diệp ở Giang Nam còn kinh khủng hơn gấp vạn lần, đây là gia tộc tu tiên đấy. Nếu bọn họ biết được sự tồn tại của Vương Băng Ngưng, bọn họ còn chịu để cô ở lại bên cạnh tiểu Lục Vân và các chị em ư? Vương Băng Ngưng rất bối rối. Dường như Lục Vân hiểu được suy nghĩ của cô, cười thoải mái nói, chị đừng lo lắng, nếu như bọn họ biết chị là chị của em, chắc chắn sẽ không dám ép buộc. Chị làm gì cả? Tình huống lần này không giống với Diệp Khuynh Thành lần trước. Lần đó là do vợ chồng Diệp Hướng Vinh không rõ về thực lực của Lục Vân, nghĩ hắn chỉ là một đứa lớn lên từ cô nhi viện, không xứng với Diệp Khuynh Thành, còn tự mình giới thiệu cho Diệp Khuynh Thành một Âu Dương Minh Hạo để làm quen. Cuối cùng không phải vẫn bị Lục Vân giải quyết sao? Đối với cuộc sống bây giờ, Vương Băng Ngưng đang rất hài lòng, cô có 6 người chị em thân thiết, có Lục Vân luôn muốn bảo vệ cô, không để cô chịu chút uất ức nào. Vậy là đủ, nhưng chị cả nói cũng đúng, nếu như không đi hỏi đáp án, có lẽ sẽ hối hận cả đời. Hơn nữa Vương Băng Ngưng nhớ lại trước kia Diệp Khuynh Thành và Lâm Thanh Đàn kéo cô vào trong phòng, nói rằng tiểu Lục Vân không phải vật trong ao. Các cô sao có thể đuổi kịp bước chân tiểu Lục Vân? Chẳng cần đuổi kịp, chỉ cần không làm vướng chân tiểu Lục Vân là đủ rồi. Ngay cả chị hai Lâm Thanh Đàn cũng chạy tới Côn Lôn, bắt đầu lĩnh ngộ tâm pháp thanh đế, còn có thanh đỉnh hỗ trợ, bây giờ cô là người có khả năng đi theo tiểu Lục Vân nhất. Vương Băng Ngưng nghĩ, nếu mình cứ an phận thế này thì ích kỷ quá, không thể để Lục Vân cứ luôn phải bảo vệ mình được, nên làm gì đó vì tiểu Lục Vân, mà muốn như vậy thì cần có thực lực chống đỡ. Thư viện Vân Sơn có thể cung cấp điều này. Vương Băng Ngưng tự thuyết phục chính mình xong, cuối cùng nhìn Lục Vân. Đầy chân thành, tiểu Lục Vân, em chắc chắn dù Thư viện Vân Sơn biết thân phận của chị, cũng sẽ không ép chị làm bất cứ điều gì chị không muốn đúng không? Lục Vân sờ cái đầu bóng loáng, cười nói, có thể sẽ không, lấy cái đầu bóng loáng này của em để đảm bảo, cho dù gặp phiền phức gì em cũng sẽ đứng lên đòi công bằng cho chị. Những lời thế này không phải đang nói đùa. Ngoại trừ thực lực của Lục Vân thì ngón tay cắn nuốt linh hỏa của hắn cũng có uy lực không hề nhỏ. Huống chị, trong lòng bàn tay của Lục Vân còn giấu hai kiếm ý kinh người, ai dám gây khó dễ cho chị của hắn, hắn không ngại đến Côn Lôn chém kẻ đó thành hai khúc. Gì mà thánh địa cho người tu luyện, trở thành phế tích cũng không có gì phải tiếc. Lục Vân là kẻ bá đạo như thế. Tiểu Lục Vân, Vương Băng Ngưng cảm động vô cùng, vươn hai tay muốn ôm một cái. Lục Vân vừa bước lên trước, cô đã như con lười đu lên người hắn, mãi không chịu buông ra. Diệp Khuynh Thành nhìn theo, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Cô vừa khuyên bảo Vương Băng Ngưng, có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại không vui. Diệp Khuynh Thành muốn giả vờ lạnh lùng bác bỏ Lục Vân, ai hay ghen nhất chứ, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Lục Vân, cô như mềm nhũ ra. Cơ thể mềm mại hơi run lên, cuối cùng bất ngờ gật đầu, đáp lại một tiếng nhỏ như mũi kêu.
Lần đầu tiên cô phát hiện thì ra Tiểu Lục Vân đã biến thành một cậu trai trưởng thành rồi. Cảm giác này chưa từng xuất hiện, bao gồm trước kia biết Lục Vân chính là Vân Thiên Thần Quân, Diệp Khuynh Thành cũng không cảm thấy thế này, chỉ yên lặng tự hào vì Tiểu Lục Vân. Trong đáy lòng cô vẫn coi hắn như em trai, muốn che chở hắn. Tới bây giờ, bàn tay Lục Vân chạm vào đầu Diệp Khuynh Thành, cùng với vẻ mặt cương triều của hắn, Diệp Khuynh Thành chợt phát hiện, thì ra Tiểu Lục Vân đã lớn như vậy rồi. Đương nhiên điều này cũng do Lục Vân trước kia luôn tỏ vẻ không đứng đắn trước mặt Diệp Khuynh Thành, giống một thằng nhóc chưa trưởng thành. Cho dù có vài lần, Lục Vân đứng ra che trước mặt Diệp Khuynh Thành, không để cô bị kẻ nào bắt nạt, Diệp Khuynh Thành sẽ cảm thấy hắn đã trở thành người có thể dựa vào. Nhưng không lâu sau khi giải quyết đám người xấu xong, hẳn lại cà lơ phất phơ tiếp. Diệp Khuynh Thành nghĩ chắc mình đã gặp ảo giác, thì ra Tiểu Lục Vân còn chưa lớn. Nhưng hôm nay khác rồi. Lục Vân lại nghiêm túc lạ thường, hơn nữa cực kỳ nghiêm túc nói ra những lời này, đã đụng thẳng vào nơi mềm mại nhất trong lòng Diệp Khuynh Thành. Cho nên Diệp Khuynh Thành không phản bác, không phản kháng, không giả vờ lạnh lùng kiêu ngạo mà như một cô gái dịu dàng, để mặc cho người đàn ông. Mình yêu xoa đầu mình, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Xoa đầu là một cách cực kỳ có ảnh hưởng với các cô gái, dù có kiêu ngạo tới gạch dưới đâu thì cũng vậy. Đương nhiên tiền đề là người xoa đầu phải là người đàn ông cô ấy thích, nếu không chắc chắn sẽ có thêm một cái còng trên tay. Liễu Hiên Nhi đột nhiên xông tới, Diệp Khuynh Thành lập tức không còn vẻ nhu thuận nữa, khôi phục lại hình tượng chị cả xa cách. Lục Vân hơi tiếc, mãi mới có thể khiến chị Khuynh Thành không rụt rè nữa, biến thành một cô gái ngoan ngoãn, nhưng vì Liễu Hiên Nhi xông vào mà bầu không khí hài hòa này hoàn toàn bị phá vỡ. Lục Vân trừng mắt nhìn Liễu Hiên Nhi một cái. Nhưng thấy vẻ mặt cô nghiêm trọng, bèn hỏi. Chị Yên Nhi, vừa nãy chị ra ngoài làm gì, sao lại nghiêm túc như thế, chẳng lẽ có ai chọc giận chị à? Lục Vân cảm thấy kỳ lạ, dù sao bây giờ Liễu Yên Nhi cũng là một người tu luyện rồi, dù mới luyện khí kỳ nhưng người bình thường làm gì có ai dám chọc cô nổi giận như thế. Có chuyện rồi. Liễu Yên Nhi cũng không giấu giếm, nói, Tiểu Lục Vân, chị nói thật với em nhé, mấy ngày nay em không ở nhà. Cuối cùng chị cũng cảm thấy được có gì sai sai rồi. Chị ba đừng làm em sợ. Vương Băng Ngưng đang treo trên người Lục Vân, nghe thấy Liễu Yên Nhi nói vậy, lập tức ôm chặt hắn hơn, cái đầu nhỏ tựa lên vai hắn, lấm lét nhìn xung quanh, lo lắng cực kỳ. Liễu Yên Nhi nói tiếp, Vương Băng Ngưng em bớt giả vờ đi, muốn gần gũi với Lục Vân thì cứ nói thẳng, dù sao em cũng là một phóng viên ngoài chiến trường, có nhát gan như vậy sao? Cái gì mà miễn cưỡng coi như? Người ta vốn tốt mà. Vương Băng Ngưng bất mãn lầm bầm một câu, sau đó còn nói thêm, trước. Đây người ta chỉ tiếp xúc với người, nhưng chị nói tới quỷ, em sợ không phải rất bình thường sao? Chị nói có quỷ bao giờ? Liễu Yên Nhi lườm. Chị nói sai sai không phải là đang nói có quỷ sao? Vương Băng Ngưng, em tự tưởng tượng ra còn dám nói xấu chị, không phải trong lòng em có quỷ đấy chứ? Có phải em định chiếm Tục Vân làm của riêng? Không, nói mô. Như vậy không được, các chị đều là mỹ nữ sống trong căn biệt thự này, dù mình đã biến bọn họ thành người tu luyện, nhưng đụng phải kẻ cuồng theo dõi thì không phải chuyện gì tốt. Ví dụ như mấy món đồ lót đang được phơi ở trên ban công chẳng hạn, sao có thể để người đàn ông khác nhìn thấy chứ? Tuyệt đối không được, Liễu Yên Nhi tiếp tục nói. Chính là cảm giác này, mấy ngày hôm trước chỉ mơ hồ cảm thấy thôi. Nhưng hôm nay hình như lại mạnh hơn cho nên chị mới ra ngoài kiểm tra một lượt. Kết quả sao rồi? Vương Băng Ngưng sốt ruột hỏi. Đương nhiên là không phát hiện ra rồi, nếu không bà đây đã cho kẻ cuồng rình trộm đó một trận. Cho nên chị chỉ đang dọa người khác thôi, Liễu Yên Nhi chị quá đáng. Vương Băng Ngưng em nói gì? Gọi chị là Liễu Yên Nhi đấy, làm sao? Liễu Yên Nhi, Liễu Yên Nhi. Được đấy Vương Băng Ngưng, Lâm Thanh Đàn không có ở nhà. Em lại muốn cãi nhau với chị đúng không? Có tin bà đây lấy băng dính dán mồm em lại không? Tục Vân em xem, Liễu Yên Nhi dữ dẫn quá, sau này không thể cưới một người vợ như chị ấy được. Vương Băng Ngưng buồn rầu nói. Liễu Yên Nhi nổi giật, quát to một tiếng, Vương Băng Ngưng, đừng tưởng em ôm Tiểu Lục Vân thì chị sẽ bỏ qua cho em, có bản lĩnh xuống đấu một mình đi. Một mình thì một mình, em sợ chị chắc. Vương Băng Ngưng rời khỏi người Lục Vân. Khí thế hừng hực lao tới chỗ Liễu Yên Nhi. Hai người đều là luyện khí kỳ, ai sợ ai chứ? Lục Vân không nói thêm gì, lười quản,
hắn quay đầu nhìn Diệp Khuynh Thành đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon, dáng người yểu điệu, đôi chân dài tinh tế vắt chéo lên nhau, duy trì tư thế tao nhã và xinh đẹp. Cô đã khôi phục trạng thái bình thường. Vì sao Lục Vân nhìn về phía cô? Rất đơn giản, giữa các chị, Diệp Khuynh Thành có giác quan thứ 6 mạnh nhất. Nếu như mấy ngày nay có người lảng vảng bên ngoài khu biệt thự, Liễu Hiên Nhi có thể phát hiện ra được, vậy chắc chắn Diệp Khuynh Thành cũng cảm nhận được. Diệp Khuynh Thành hiểu ý hắn, nhưng lại hờ hững lắc đầu. Lẽ nào Liễu Hiên Nhi chỉ đang dọa người ta? Lục Vân nghi hoặc, quay đầu nhìn qua hai cô gái đang đánh nhau, bỗng dưng cảm thấy chẳng biết nói gì. Dù sao các cô cũng là người tu luyện, sao lúc đánh nhau lại như mấy đứa trẻ con thế? Họ giật tóc, sẽ xé quần áo, nếu không thì sẽ cắn người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.